Bây giờ chúng ta lại bắt đầu tối chủ nhật rất là tuyệt vời. Hôm nay mình chia sẻ bạn những cái lợi ích, những cái điều tuyệt vời khi chúng ta xây dựng mối quan hệ, đặc biệt là mối quan hệ tốt đẹp, thì nó sẽ dẫn đến cái cuộc sống chúng ta nó tốt đẹp. Cái mối quan hệ tốt đẹp nó làm cho chất lượng cuộc sống của chúng ta nó tốt đẹp. Mối quan hệ tốt đẹp nó làm cho cuộc sống chúng ta nó càng ngày nó càng ý nghĩa hơn. Và chương trình livestream mới vừa bắt đầu thôi. Và bây giờ chúng ta cùng nhau chào nhau. Thứ nhất là chúng ta chào nhau. Chúng ta giới thiệu về nhau. À, chào bạn Trần Thơ. À, chúng ta giới thiệu về nhau. Đặc biệt là giới thiệu mình làm lĩnh vực gì, ở cái khu vực gì, ở vùng miền nào, để chúng ta cùng nhau biết, chúng ta cùng nhau kết nối, để chúng ta làm quen nhau. À, còn nếu mà chúng ta xem mà chúng ta ẩn danh, chúng ta không giới thiệu hết thì không ai biết về ta hết, và chúng ta mất đi một cái cơ hội là tận dụng cái lĩnh vực online này, Facebook này, livestream này, để chúng ta kết nối khắp tất cả mọi miền, trên khắp mọi miền đất nước này. À, nên là rất là vui làm quen với các bạn trên khắp mọi miền đất nước, và các bạn hãy cùng nhau giới thiệu về các mình nhé. Bạn nào mà lần đầu tiên mà biết mình qua đây trên mạng thì các bạn comment số 1 để mình biết. Còn bạn nào mà đã biết mình rồi thì chúng ta hãy giới thiệu về rõ để cho mọi người cũng biết. À, ok, và bây giờ bắt đầu mình nói thẳng vào vấn đề luôn. À, mình nói thẳng vào vấn đề. Các bạn biết nên nhớ rằng là chất lượng cái cuộc sống của chúng ta thì nó được thể hiện bằng chất lượng của các mối quan hệ. Nếu các bạn mà có những cái mối quan hệ tuyệt vời, mối quan hệ với bạn bè, đặc biệt là các bạn có những cái người bạn bè tuyệt vời, đặc biệt là các bạn có những cái người đối tác tuyệt vời, những người anh chị, những người chú bác, những người nhân viên rất là nhiều người, thì chúng ta như thế nào và chúng ta có cái mối quan hệ và được gắn kết với nhau thì chúng ta có cái cuộc sống nó rất là chất lượng. Chắc chắn là một điều rồi, cuộc sống chúng ta nó càng ngày nó càng chất lượng. Và các bạn cứ đồng ý với mình là chúng ta có những người bạn mà làm kinh doanh, chúng ta không kinh doanh giỏi mà chúng ta có những người bạn làm kinh doanh giỏi, thì trước sau gì chúng ta cũng làm kinh doanh giỏi. Bởi vì sao? Bởi vì những cái người bạn đó, những bạn làm kinh doanh giỏi đó, họ như thế nào họ ảnh hưởng đến ta từ cái cách nói chuyện, từ cái cách họ sống, từ cái cách họ làm, từ cái cách họ hành động, nó sẽ ảnh hưởng đến bạn. Và những người gì những người mà các bạn có đồng ý với mình rằng là nếu các bạn là người gì là người bạn chơi với những thằng bạn nhậu không thì chắc chắn là thế nào bạn cũng trở thành những cái thằng nhậu giỏi. Vì sao bởi vì những cái thằng bạn đó nó như thế nào nó sẽ kết nối với bạn, nó sẽ tương tác với bạn, nó sẽ giúp bạn, nó sẽ xúi dục bạn làm sao mà uống giỏi ra. Các bạn có đồng ý với rằng là nếu mà chung quanh bạn là toàn là những thằng bạn nhậu nhỏ thì khoảng 5 giờ chiều mà đi làm về là nó alo cho bạn liền, nó nói rảnh chưa, đi nhậu đây. Và bạn nói là bạn bận rồi thì nó nói bận cái gì, tao tới tao chở mày đi luôn. Các bạn thấy chưa, tức là những cái thằng bạn nhậu nó sẽ huấn luyện chúng ta rất là kỹ. Nó là chúng ta, cuộc sống là sự lựa chọn, chúng ta hãy như thế nào chúng ta hãy như thế nào hãy đi tìm những người bạn tuyệt vời, những người bạn phát triển, những người bạn luôn muốn đi lên, để chúng ta kết nối với những con người đó thì chúng ta phát triển. Các bạn không biết mà chúng ta đi chọn với những người tiêu cực, những người hay rên rỉ, những người hay than thở thì cái mối quan hệ đó nó làm cho cuộc đời chúng ta nó đi xuống, đó là điều chắc chắn rồi. Vậy thì để buổi tối chia sẻ rất là tốt hơn thì các bạn hãy bấm vào cái like của mình, bấm vào like đi, bên Facebook các bạn cũng bấm vào like, bên YouTube các bạn cũng bấm vào like. Rồi sau đó như thế nào nữa, các bạn có thể chia sẻ cái live stream này về nhà các bạn để chúng ta gieo hạt đến nhiều người, và cái hạt đó nó sẽ mỗi ngày nó lớn lên. Và các bạn như thế nào cũng có thể là tag bạn bè mình, có những người họ chưa hiểu thì tag bạn bè mình vào, để chúng ta như thế nào, để chúng ta được kết nối với nhau, chúng ta làm quen nhau, chúng ta cùng nhau được hưởng những cái điều rất là tuyệt vời qua cái việc xây dựng mối quan hệ này. Vậy thì chất lượng cuộc sống của chúng ta chính là chất lượng của những mối quan hệ mà bạn đã gây dựng và xây dựng hàng ngày. Bạn có đồng ý ra điều này không? Và nếu bạn dành thời gian, bạn tận tâm, bạn đầu tư cho nó, bạn phát triển nó, bạn chăm chút từng những cái mối quan hệ một,
thì những mối quan hệ nó sẽ lớn lên, nó sẽ trưởng thành. Nó không có một cái gì ngẫu nhiên hết, nó hoàn toàn không có một cái gì ngẫu nhiên hết. Các bạn thấy một người nào đó tự nhiên họ đăng vài dòng lên là họ bán hàng bạn tưởng là bán hàng dễ, nhưng người đó họ họ đã có uy tín rồi, họ đã có uy tín rồi, họ chỉ cần đăng lên là người khác họ mua thôi. Còn như bạn, bạn mà không có uy tín thì bạn đăng lên là ai mua? Nên là bạn muốn cuộc sống bạn trở nên tốt đẹp hơn, bạn muốn cuộc sống bạn trở nên ý nghĩa hơn, thì cái điều tuyệt vời trong cuộc sống này là bạn hãy biết cách xây dựng và bảo vệ và phát triển những mối quan hệ tuyệt vời hơn. Thì chắc chắn một điều đó là cái cuộc sống chúng ta nó sẽ như thế nào ạ? Nó sẽ phát triển tốt mỗi ngày. Nhìn những người bạn các bạn chơi, nhìn cái sự thành công của những người bạn của mình, nhìn cái năng lượng của những người bạn của mình, nhìn cái cách hành xử của những người bạn của mình là biết bạn ở ngay chỗ nào rồi, biết bạn là thuộc cái top nào rồi, thuộc bạn thuộc cái level nào. Các bạn có đồng ý ra điều nào? Nó là hãy tập trung xây dựng những cái mối quan hệ chất lượng. Vậy thì hôm nay mình sẽ chia sẻ bạn 8 điều. 8 điều để chúng ta xây dựng được mối quan hệ chất lượng và tuyệt vời. 8 điều. Các bạn có sẵn sàng để mình chia sẻ chưa? Nếu sẵn sàng rồi thì các bạn comment xuống, các bạn nói là sẵn sàng rồi. Và các bạn nào vào sau chưa giới thiệu về mình thì các bạn hãy giới thiệu đi. Các bạn hãy giới thiệu đi ạ. Cái điều thứ nhất, ok chưa? Đã 8 điều này nó cơ bản hơn, nó không phải là cái gì mà bí mật, nó cũng chả phải cái gì là bí quyết. 8 điều nó rất là cơ bản thôi. Điều thứ nhất là chúng ta gặp bất kỳ ai, chúng ta phải là người đầu tiên. Là người đầu tiên nó như thế nào à? Là người đầu tiên chào hỏi trước. Chào hỏi một cách rất là niềm nở, rất là vui nha. Bạn gặp bất kỳ ai thì bạn hãy là người đầu tiên mở lời trước, chứ không phải là bạn gặp ai đó rồi bạn ngồi yên một chỗ rồi bạn kêu người ta tới phải như thế nào phải kết nối với bạn, phải chào bạn. Không, không phải. Bạn muốn xây dựng mối quan hệ tốt thì bạn phải là người chủ động trước, bạn phải tươi cười trước. Tuy nhiên, đúng đúng là đối với một số người bạn cần phải chiến thắng cái nỗi sợ của mình, chắc chắn rồi. Bạn phải cần chiến thắng cái bản thân của mình, bạn chiến thắng cái thế giới bên trong rút nhút nhát rụt rè của mình. Nhưng các bạn nên nhớ một điều rằng chúng ta luyện một điều tốt thì chúng ta cũng nên luyện mà. Tại sao chúng ta từ chối một điều tốt? Tại sao chúng ta từ chối một điều phát triển? Tại sao làm một điều tốt thì chúng ta lại lý do, nhưng mà làm điều không tốt, tại sao bạn không làm việc gì hết, bạn ngồi bạn thụ động thì bạn cũng đang làm một việc là thụ động thì chúng ta lại làm, mà làm việc tốt thì chúng ta lại không làm. Làm để cho con người chúng ta nó năng nổ hơn, làm để cho con người chúng ta nó nhiệt tình hơn, làm để cho con người chúng ta nó năng lượng hơn, thì tại sao chúng ta lại không làm? Nó là một cái câu hỏi đặt ra ở đây. Mình muốn muốn gửi đến các bạn là các bạn có sẵn sàng chủ động để đi gặp ai đó trước, để gửi lời chào trước, hay là các bạn rất là thụ động và dĩ nhiên không chào thôi. Chào phải rất là năng lượng, chào phải rất là nhiệt huyết. Ok, chào bạn Hoàng Nguyễn, chào bạn Kiều Vi ở Nha Trang. Bạn Kiều Vi là kinh doanh các cái sản phẩm đặc sản Nha Trang. Các bạn nào mà muốn ăn sản phẩm đặc sản Nha Trang thì các bạn liên hệ bạn Kiều Vi. Ok chưa bạn Luân Kim, bạn Bùi Đình Phúc, bạn Thu Hiền. Thu Hiền là Hiền Văn Spa. Các bạn nào mà bị mụn nhiều á thì các bạn phải liên hệ với bạn Hiền Văn Spa. Bạn Nguyễn Trí Dũng là chuyên kinh doanh các cái món ăn chơi, bánh tráng trộn. Ok chưa, đồ ăn vặt. Bạn nào mà muốn đồ ăn vặt thì liên hệ với bạn Nguyễn Trí Dũng. Ok, anh đô cái 62 đô. Bạn nào mà cần có đôi giày đẹp thì các bạn liên hệ với anh đô cái 62 đô, ok không ạ? Rồi tiếp tục, chúng ta lại tiếp tục cái điều thứ hai. Cái điều thứ hai là chúng ta phải cười nhiều. Ai cũng thích chơi, ai cũng thích kết nối, ai cũng thích làm bạn, ai cũng thích gì
Thích làm quen nói chuyện với những cái người gì à? Những người mà vui vẻ hay cười. Chả ai mà không ai thích những cái người mà cứ lầm bầm. Chào bạn Nguyễn Đức Khánh. Bạn Nguyễn Đức Khánh là kinh doanh yến xào hả? Yến xào. Yến xào rừng Nam Cát Tiên ha. Khánh ha. Nó là chúng ta phải phải gì ạ? Chúng ta phải tươi cười, phải vui vẻ, phải hứng khởi, phải năng lượng, phải nhiệt huyết. Ai cũng thích chơi với những con người đó. Chả ai mà như thế nào ạ? Mà chơi với cái người im im lầm lì, không chịu kết nối, lúc nào mặt mày cũng nhăn nhăn nhó nhó thì chẳng ai thích những người đó hết. Ok chưa? Và cái nụ cười á, nó giúp cho cái con người của chúng ta nó gần nhau hơn. Cái nụ cười nó mang đến cái điều tốt đẹp. Dĩ nhiên là cười 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 một nét cười rất là tươi, cười cười ở trong tim. Tết đến rồi còn chủ động gặp khách hàng này thầy. Ok, cảm ơn anh cái sáu hai độ. Tất nhiên rồi, cái cuộc đời của người làm kinh doanh là vậy anh hai độ ơi. Cuộc đời làm kinh doanh nó ý nghĩa vậy. Chúng ta cũng chả quan tâm ngày đêm gì đúng không? Chúng ta chỉ quan tâm tới cái việc gì à? Phục vụ khách hàng, rồi làm sao có khách hàng nhiều, khách hàng đều. Nó là đó là cái ý nghĩa, cái sự tốt đẹp của người làm kinh doanh là vậy. Nó làm mình luôn nói với các bạn là mình tin rằng người kinh doanh mang điều tốt đẹp đến thế giới này. Mình cũng tin rằng cái người kinh doanh mang là giúp cho nhiều người khác tốt đẹp hơn. Đó là điều chắc chắc chắn các bạn à. Và đó là lý do vì sao mà mình cổ vũ, mình cổ suý cho các bạn như thế nào ạ? Các bạn phải ra làm kinh doanh đi, bởi vì chọn con đường làm kinh doanh là cái con đường nó rất là ý nghĩa. Những người làm kinh doanh là những người họ luôn biết cách làm cho cuộc sống nó ý nghĩa hơn, làm cho khách hàng tốt hơn, làm cho nhân viên ok hơn. Họ biết giải quyết những cái vấn đề không tốt của xã hội để họ tạo ra sản phẩm tốt hơn, phát triển hơn, để họ giải quyết tốt tốt hơn. Cái người kinh doanh nào mà đi ngược lại với xu hướng đó thì nó sẽ không phát triển được. Cái đó là điều chắc chắn, cái đó là điều chắc chắn rồi. Nó là chúng ta phải làm và làm đến nơi thôi. Vậy thì để xây dựng mối quan hệ tốt, cái điều thứ hai là cười đúng không? Vui cười. Và khi bạn cười á, cái bạn rất là cởi mở. Mà khi bạn cười á thì tự nhiên là người khác có cảm tình với bạn. Và chắc chắn rằng là khi bạn cười á thì chính cái nụ cười của các bạn á, nó làm cho như thế nào ạ? Nó làm cho cái không khí mọi thứ xung quanh nó nhẹ nhàng ra, và dĩ nhiên là người ta ấn tượng về bạn chắc chắn rồi. Đó là điều thứ hai. Mình nói mình chia sẻ bằng 8 điều nó đơn giản thôi, nó không có gì mà bí mật nó ghê gớm đó. Cái điều thứ ba đó là chúng ta nên gặp ai đó, gọi người đó bằng đúng cái tên của họ. Đây là điều nó đơn giản mà nó quan trọng vô cùng. Bạn hãy gọi người đó bằng tên của họ. Đó là nó thể hiện cái bằng chứng là bạn quan tâm đến người người đó. Nó thể hiện cái bằng chứng là gì ạ? Bạn tôn trọng và bạn trân trọng cái người đó. Nó là gặp ai là chúng ta thấy họ, gọi họ bằng tên. Các bạn thấy không? Như hồi nãy giờ ở trên Facebook này, bây giờ mình ví dụ nè, mình gọi là chào bạn Kiều Vi ở Nha Trang. Các bạn thấy thì người ta thích đó mà. Thật. Bạn Kiều Vi có thích đó mà. Chào bạn Nguyễn Trí Dũng. Ok, đó. Các bạn nghe các bạn thích đó mà. Chào bạn Đức Khánh ở Nam Cát Tiên. Các bạn thích đó mà. Thích. Ok. Chào bạn Trương Thanh. Các bạn thấy chưa? Chào bạn Cảm Nắng. Cái tên ngộ quá ha. Chào anh cá sấu hai đô. Các bạn thấy chưa? Khi chào vậy, chào bạn Thanh Lâm. Nên là hãy gọi chào bạn Đình Phúc. Ok chưa? Chào bạn Nguyễn Đức Hoa. Chào bạn Lê Nguyễn Thị. Ok. Chào bạn Nam Phan. Chào bạn Long Phú. Các bạn nghe chung chưa? Thì khi mà chúng ta gặp ai đó, chào bạn Quốc Đạt. Chúng ta gặp ai đó, chúng ta hãy chào bằng tên. Chào bạn Nguyễn Quang Trường. Thì người ta rất thích và người ta rất quý bạn. Chào bạn Đỗ Thu Hiền, Hiền Văn Spa. Nó là chào bạn Huỳnh Văn Ninh. Ok chưa? Ok, chào bạn Huỳnh Văn Ninh. Nó là các bạn nên nhớ rằng là chúng ta trong cuộc sống chúng ta, chào bạn Nguyễn Văn Khải ở bên kênh YouTube. Các bạn thấy chưa?
Nó là cái việc mà xây dựng mối quan hệ nó rất là đơn giản, nhưng mà nhiều người rất là thân. Chào bạn Nguyễn Văn Vượng, chào bạn Nguyễn Mạnh Thiện, các bạn thấy chưa? Các bạn cứ cảm tưởng đi, chào bạn Phan Thị Minh Tâm. Các bạn cứ cảm tưởng đi, khi mà các bạn nghe mình gọi tên của bạn, mình chào các bạn qua trên YouTube rồi thôi, thì các bạn cảm giác nó như thế nào? Chào bạn Trăng Thanh Tịnh, à, chào bạn Vong Hồng Tuyền, các bạn cảm giác như thế nào? Các bạn cảm giác là bạn chạm ra được cái gió. Chào bạn Hương Trần, à, các bạn cảm giác không ạ? À? Nó là chúng ta phải đặc biệt phải nhớ tên người khác, và chúng ta như thế nào ạ? À? Chúng ta phải gọi được họ. Chào bạn Hoàng Thơ Phát, à, chúng cái điều đơn giản nó vậy, chúng ta phải làm được các bạn ạ. À. À, chúng ta không có thể là gặp ai đó mà chúng ta quên mất đi. Chào bạn Nguyễn Hiệp Thành, chào bạn Văn Lâm, à, đó là điều chắc chắn. À, các bạn đâu ý không ạ? À? Và nếu mà à, mình nhớ người ta làm cái ngành nghề gì nữa thì tuyệt vời. Ví dụ bà nói là à, chào bạn Nguyễn Mạnh Thiện Akana, màn cửa Akana, hoặc là bạn chào bạn à, Tiêu Hoàng Hải, à, chào bạn Long, à, chào bạn Ngoan Nguyễn ở Tây Ninh đó. Nếu mà các bạn mà chào mà con nhớ như vậy thì như thế nào, thì mọi người như thế nào? Chào bạn Phương Anh Lê ở Hàn Quốc, à, đó thấy chưa, mình nhớ từng bạn thì các bạn cảm giác nó như thế nào? Bây giờ mình hỏi các bạn cảm giác nó như thế nào? Nó là hãy gọi người khác bằng tên và người ta thể hiện cái sự à, trân trọng, thể hiện cái sự gì cái sự quý mến, à, thể hiện cái sự bạn bạn quan tâm đến họ, bạn nhớ đến họ. Đó là cái điều mà nó rất là tuyệt vời. Mà cái điều thứ ba này bạn phải làm được. À, vậy hồi nãy giờ các bạn có nhớ không? À, vậy thứ nhất mình ôn lại là thứ nhất là chúng ta phải chủ động gặp người khác và chúng ta phải nở chào họ trước, nói chuyện với họ trước, mở lời trước. Đó là thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta phải luôn nở nụ cười rất là tươi. Và cái thứ ba, nói chuyện với người khác chúng ta phải nói chuyện bằng tên. À, chào bạn Nguyễn Mạnh Thiện, chào bạn Nguyễn Mạnh Thiện làm Akana, chào bạn Bùi Đình Phúc, ok chưa? Chào bạn Phương Lê, ok chưa? À, bạn ở Hàn Quốc, mình biết bạn, ok, chấm 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 chấm. Nói như vậy thì các bạn thấy nó ý nghĩa mà. Chào bạn Duy Trần. À, đó là những cái cách nó rất là đơn giản và các bạn có nhớ rõ mà rất là nhớ rõ. Và cái thứ tư, ok chưa? Khi chúng ta muốn xây dựng mối quan hệ tốt với người khác là chúng ta phải nói chuyện, chúng ta phải nhìn trực diện vào người ta mà nói chuyện, chứ không phải là vừa nói chuyện vừa nhìn xuống cái điện thoại, vừa nói chuyện vừa nhìn lơ đễnh ở đâu đó. Chúng ta hãy nói chuyện và nhìn trực diện vào người ta và thể hiện cái thái độ là rất là quan tâm tới cái câu chuyện mà chúng ta nói chuyện đó. À, bởi vì cái người mà họ thấy cái tâm thế bạn đứng bạn nói chuyện một cách rất là trang trọng đó, thì tự nhiên họ cảm nhận ra được cái năng lượng của bạn và họ cảm giác họ rất là quý bạn, họ quý bạn vô cùng. À, đó là cái điều thứ tư là các bạn phải làm được đứng đối diện và nói chuyện một cách rất là niềm nở, các bạn hiểu chưa? Chào bạn Jimmy DTS, bạn toàn là viết tắt không, mình không biết gọi tên bạn là bằng gì luôn. À, các bạn nhận ra đi không à? Chào bạn Thanh Lâm Phan, ok chưa? Đó, cái điều này các bạn làm được không? Bốn điều này các bạn làm được không à? Nếu làm được thì các bạn ghi xuống, các bạn nói là tôi làm được. Anh phải ghi như vậy để gì? Để nó đi vào trong tiềm thức của các bạn, để các bạn mới lo mà các bạn làm. À, và để các bạn nhớ, các bạn khẳng định như vậy để các bạn bạn nhớ. Các bạn nói là tôi làm được, các bạn nói là tôi nhớ rồi, tôi làm được, phải ghi. Cái điều này nó có lợi cho các bạn chứ không, nó không có cái gì hại đâu à. À, và tiếp theo nữa là cái điều thứ năm. À, cái điều thứ năm tuyệt vời, các bạn ghi vào là các bạn rất là tuyệt vời và cái bạn cam kết rất là cao. À, chào bạn Văn Nguyễn. À, bạn ghi tôi làm được chứ bạn nói tôi làm được nghe nó dân quê quá ha. Ok, chào bạn Dũng Trăng, tuyệt vời. Và điều thứ năm là phải luôn lắng nghe, luôn ở trạng thái lắng nghe người khác. À, phải lắng nghe và lắng nghe rất là chân tình. À, phải lắng nghe thực sự, là cái lắng nghe là cái mà mọi người như thế nào à, mọi người luôn luôn tôn trọng, trân trọng bạn nhiều nhất. À, bởi vì họ thấy
Và khi mà bạn chăm chú bạn lắng nghe ai đó thì người ta sẽ cởi mở tấm lòng với các bạn. Họ người ta cởi mở. Người ta cảm giác là người ta bạn chiếm một cái vị trí rất là cao trong trong gì à? Trong cái con người của họ. Ok chưa? Và bởi vì sao ạ? Bởi vì mọi người thường thường là không có giỏi lắng nghe, mọi người chỉ giỏi nói, và trực người ta nói xong là để mình nói liền. Và tại sao các chuyên gia đó, các chuyên gia, tại sao các chuyên gia họ không có nói nhiều, họ toàn là họ lắng nghe bạn rồi họ hỏi không à? Và tại sao bạn quý các chuyên gia? Bởi vì các chuyên gia như thế nào à? Các chuyên gia không 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 có nói nhiều. Các chuyên gia họ luôn lắng nghe bạn. Mỗi lần mà bạn đi tư vấn, bạn vô bạn gặp một cái ông bác sĩ, ví dụ bạn bị bệnh, bạn tới gặp ông bác sĩ, chuyện gì xảy ra nếu ông bác sĩ ông cứ lo ông nói không, các bạn thấy không? Ông bác sĩ ông chỉ hỏi một vài câu rồi ông nghe bạn nói bạn tâm sự, rồi ông lại hỏi tiếp, rồi bạn nói và bắt đầu ông hỏi tiếp, rồi bạn lại mở lòng tiếp, rồi ông hỏi tiếp, rồi bạn mở lòng tiếp. Và cứ càng như vậy thì tự nhiên bạn về bạn thấy ồ, hôm nay bạn được lắng nghe ghê, hôm nay bạn được chia sẻ, hôm nay bạn được mở cái tấm lòng. Một trong những cái nguyên nhân mà trong các gia đình hai vợ chồng hay xung đột là bởi vì sao à? Bởi vì cái người vợ nói nhiều quá mà người chồng lại không nghe, hoặc là người vợ nói không nghe, nói người chồng nói hoài mà người vợ không có lắng nghe, thì hai vợ chồng như thế nào? Rất là dễ gì à? Dễ xung đột, dễ cãi lộn với nhau. Hôm hồi hồi nãy mình đọc mới cho các bạn, hồi nãy mình đọc một cái tin rất là hay, rất là vui. Các bạn có muốn mình chia sẻ không? Chắc chắn là muốn đúng không? Là đây là một cái điều luật mà trong luật hôn nhân á, trong luật hôn nhân nói rằng Tết mà các bà vợ không như thế nào à? Chào bạn Bùi Thiên Tạo. Bạn Bùi Thiên Tạo là sở hữu cái hệ thống làm nha răng, đã được lên vài cái rồi đó, hình như là 5 6 cái gì đó rồi đó. Một cái luật mà mình nói đây mà để các bạn biết nè, và các ông chồng sẽ rất là vui khi nghe một cái điều luật. Luật này là trong luật hôn nhân đó nha, rõ ràng nha. Luật này được ký duyệt năm 2014 nha, là nếu bà vợ mà không đưa tiền cho chồng tiêu Tết thì sẽ phạt ít nhất từ 3 đến 500 ngàn đồng. Bạn nào không tin thì chút xíu nữa sau khi livestream xong mình sẽ đăng nguyên cái điều luật này lên trên mạng, trên Facebook để cho các bạn thấy. Các bạn thấy thú vị không ạ? Tại sao người ta ra cái điều luật này? Người ta phát hiện ra rằng là hiện tại các ông chồng á là làm về á, là lương là vợ giữ hết, vợ giữ 100% luôn. Và vợ vợ không không cho chồng như thế nào không cho chồng đồng nào hết, và gần như chồng không có đồng tiền nào để tiêu hết. Và làm cho ông chồng rất là khó chịu. Nó là trong điều luật có nói rằng là đã hai vợ chồng với nhau thì mọi thứ phải công bằng. Không có vụ mà tự nhiên là chồng giữ tài chánh với nhau hết. Không có vụ mà hiện tại những cái người mà làm kinh doanh thì không nói, chứ còn mà những người làm công ăn lương á thì tiền lương của chồng lãnh ra là vợ giữ hết. Và gần như ông chồng không có một cái gì trong tay hết. Và cái điều luật này nó quy định là nam nữ là phải công bằng, tài sản là phải như nhau. Không có chuyện mà chị giữ hết tài sản của tôi, 100% tiền lương của tôi không cho tôi tiêu luôn. Nên là cái điều luật này là một cái điều luật rất là hay à, nghe nó rất là mắc cười nhưng mà rất là hay à. Và chắc chắn mấy cái anh thanh niên này nhớ nắm cái điều luật này, và các chị em phụ nữ cũng hãy nhớ nha, nhớ cái điều này. Cái điều này nó rất là tế nhị. Chị em phụ nữ cứ cứ làm như cái tiền đó là tiền của mình ấy, cái đó là không đúng. Tất cả người ta cũng cần cái cuộc sống, nó cũng cần cái chi tiêu, nó cũng cần
cái giao thiệp cũng cần ABC chứ, mà tự nhiên dư hết rồi, rồi mỗi lần mà ông cần tiền là ông phải tới ông xin vô lý, đúng không? Cái suy nghĩ nó rất là vô lý. Và nếu mà ai mà nghe cái livestream này thì mình nói cho các bạn biết là các bạn hãy có một cái góc nhìn hoàn toàn khác, cả nam và nữ. Cái người nam biết bảo vệ quyền lợi của mình, và người nữ đừng có biến mình thành trở thành một cái người rất là vô lý, và mặc nhiên là phải như vậy, không nên chút xíu nào. À, ok, các bạn thấy thú vị mà rất là thú vị. Nó đơn giản nhưng mà nó lại thú vị. Ok chưa? À, và bây giờ chúng ta quay lại cái chủ đề chính. Cái chủ đề chính. À, những anh thanh niên mà làm kinh doanh ABC thì tiền bạc nó đến từ rất là nhiều hướng thì nó còn dễ, đặc biệt là những anh mà làm công ăn lương là mệt lắm á. Ha ha, lỡ trúng ông chồng không đưa đồng nào còn đưa 500 nữa thì sao ở tài đó. Các bạn thấy chưa, chị em phụ nữ là lên tiếng kinh khủng. À, nếu mà bạn có trúng ông chồng mà không đưa đồng nào thì hãy xem lại cái cách bạn chọn chồng, bạn chọn cái kiểu gì mà bạn chọn cái kiểu gì mà ông chồng không đưa đồng nào mà bạn còn phải đưa tiền cho tiêu nữa. Cái đó là phải nghệ thuật chọn chồng. À, là phải học thêm cái môn đó là nghệ thuật chọn chồng. Ok chưa? Chọn chồng cái kiểu gì mà không đưa cái đồng nào hết. Ok, rồi tiếp tục. Vậy thì mọi người thì rất thích được quan tâm, mọi người thì rất thích được lắng nghe. À, nên là khi mà bạn lắng nghe tốt thì nó như thế nào? À, thì bạn sẽ được nhiều người khác quý mến và nhiều người khác trân trọng bạn. Ok chưa? Đây là điều tuyệt vời. Vâng. Và điều thứ sáu. Điều thứ sáu mình muốn gọi đến các bạn, điều thứ sáu. Điều thứ sáu là điều gì ạ? À, chúng ta luôn gặp ai đó, chúng ta luôn khen họ một lời khen rất là chân tình. Lời khen miễn phí mà không tốn đồng nào, tại sao chúng ta không khen? Tìm một cái điểm gì khen, nhưng mà đừng có khen theo cái kiểu mà khen đầu môi miệng lưỡi, mà khen mà cái kiểu như mà khen cái kiểu mà người ta theo cái cách nói của người miền Bắc là gọi là khen cái kiểu điêu ngoa thì không nên. Khen như vậy thì bạn như thế nào ạ? Bạn làm cho cái gì à? Làm cho cái mối quan hệ nó bị tổn thương đó. Mà ok chưa? Hãy tìm những cái điều tốt đẹp nơi cái con người nào đó và chúng ta như thế nào ạ? Chúng ta hãy khen họ. Và các bạn có đồng ý với mình rằng khen đểu, đúng rồi. Bạn Ti tiền tỷ nói đúng rồi, chúng ta không có nên khen đểu. À, không có khen cái điều đó không có được. Mà các bạn có đồng ý với mình rằng là khi bạn nghe ai đó khen mình đúng điều là các bạn thấy cái cảm xúc mình sướng mà. Sướng. Cảm giác cái con người chúng ta cảm giác nó rất là tuyệt vời. Cảm giác một con người ví dụ như là ví dụ như các bạn đang xem livestream này. Các bạn thấy mình nói cái ý gì hay đó, các bạn mới comment, các bạn mới khen mình một cái, các bạn kêu ồ, các bạn nói là sao mình chia sẻ cái ý đó nó hay quá. À, hoặc là các bạn nói ồ hôm nay mình chia sẻ năng lượng quá. À, hoặc là các bạn nói là cái câu này nói mình vỡ ra mình nghe hay ghê. Ví dụ vậy. Và nó đúng như những gì mình chia sẻ thì mình cảm giác như nào? Ồ, mình cảm giác nó rất là tuyệt vời. Và mình nghe cái lời khuyên đó, nghe cái lời khen đó thì mình như thế nào ạ? Mình lại chia sẻ năng lượng hơn. À, mình hứng thú hơn, mình hứng khởi hơn. Con người của mình nó như thế nào ạ? Nó cảm giác nó như thế nào ạ? Nó muốn cống hiến nhiều hơn nữa. À, và cái này ở trong gia đình cũng vậy. Nếu các bạn biết cách mà các bạn khen ai khen vợ mình đúng lúc, khen chồng mình đúng lúc. Ok chưa? Và đặc biệt các bạn đặc biệt làm lãnh đạo là phải biết khen. Các bạn nào không biết khen các bạn không làm lãnh đạo được. Mình nói cho các bạn biết, làm kinh doanh là phải biết khen, làm lãnh đạo là phải biết khen. Cái này là một điều chắc chắn. Bạn nào mà làm lãnh đạo mà lúc nào cũng trực để nhăn nhó nhân viên, các bạn nào làm lãnh đạo mà cũng trực như thế nào chửi nhân viên, la mắng nhân viên, thì mình nói với các bạn các bạn không bao giờ các bạn làm lãnh đạo được đâu. Chả ai nể trọng bạn đó. Vì cái mà điều mà bạn khen nhân viên đó là nó thể hiện bạn đang trân trọng và bạn đang ghi nhận gì? Ghi nhận cái công sức cái người nhân viên đó họ như thế nào họ bỏ qua. Bây giờ ví dụ như bạn Tạo này, bạn Bùi Thiên Tạo này. Bây giờ ví dụ như là mình sẽ khen bạn Bùi Thiên Tạo này, mình nói là
Bạn Bùi Thiên Tạo là một người mà có cái khát khao rất là lớn, và bạn đã từ bàn tay trắng đi như thế nào đi ra khởi nghiệp, mở từng bước cho mình những cái phòng nha, và những ngày đầu bạn gặp rất là khó khăn. Nó là bạn Tạo là một người rất là khát khao, và bạn rất là tuyệt vời. Bạn Tạo nghe mình khen thì bạn Tạo có cảm giác nó như thế nào tự nhiên nếu mà nó đúng thật sự cái hành trình bạn đang đi thì bạn cảm giác bạn rất là sướng. Và vừa rồi mình khen đó là thì mình hiểu ra được cái hành trình của bạn, mình hiểu ra được cái sự cố gắng của bạn. Và mình như thế nào mình đang nói đó ra là mình đang thể hiện cái sự trân trọng bạn, cái sự ghi nhận bạn. Ok, chào bạn Thu Lê. Các bạn có cảm nhận ra điều này không Nếu các bạn mà thật sự cảm nhận cái lời khen, và bạn nghe ai đó khen nó nói đúng cái hành trình của bạn, thì bạn cảm giác bạn sướng lắm, bạn cảm giác bạn được tôn trọng, bạn cảm giác cái điều đó bạn được ghi nhận. Nó là nếu các bạn mà ra kinh doanh mà muốn xây dựng mối quan hệ tốt mà các bạn không biết khen, làm nhân viên mà các bạn không biết, làm lãnh đạo mà không biết khen, làm thầy cô mà các bạn không biết khen, làm thầy cô cứ trực nhân viên và hãy tìm cái điểm tuyệt vời nào của học trò của mình khen nó một cái, có mắc gì lời khen đâu. Bạn có tốn công, bạn có tốn sức, bạn có tốn cái đồng bạc đồng cắt nào đâu mà bạn không chịu khen. Bạn không chịu khen, bạn chỉ có được lợi và được lợi, và bạn chỉ có lợi thôi. Mình cam kết với các bạn luôn, các bạn nào mà khen người khác mà bị người khác chửi thì bạn tới bạn mắc vốn mình đi. Bạn chỉ có lợi và lợi thôi. Dĩ nhiên phải khen một điều rất là chân thành, khen một điều là nó đang diễn biến đó trong cái hành trình thật đó, chứ không phải tự nhiên lấy cái gì trên trời gắn vô khen. Các bạn ngon chung chưa? Nó là và bạn càng khen ai đó, điều gì các bạn nên ghi vô nè, điều gì được khuyến khích, điều gì được tôn vinh thì điều đó sẽ được phát triển. Đó là điều chắc chắn. Chắc chắn nhân viên của bạn mà bạn cứ chửi nó dở hoài thì một thời gian nó sẽ dở luôn, xua với bạn luôn. Nhưng mà nhân viên của bạn mà bạn tìm cái điểm gì của nó chưa được tốt và bạn cứ khuyến khích nó, thì một ngày tự nhiên cái điểm dở nó bị triệt tiêu đi, và cái điểm giỏi nó càng ngày nó càng giỏi lên. Đó là điều chắc chắn các bạn đó là điều chắc chắn. Nó là cái điều gì nó được khuyến khích thì nó sẽ được phát triển, nó sẽ được phát triển mãi. Điều gì mà các bạn cứ la mắng, cứ nói nó dở nó tệ hoài là tự nhiên nó triệt tiêu đi, nó cảm giác càng ngày nó càng mất tự 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 tin đi. Và mình thấy ngày hôm nay thực trạng của những người giáo viên là như thế nào, mà cứ hở chút là lựa chửi, hở chút là la, hở chút canh học sinh của mình là la, rồi còn nói cái câu thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Đâu phải, cái câu đó là cái câu biện hộ, cái câu đó là cái câu mà mình nói không biết ai nói ra, trật lắc không có đúng gì hết. Các bạn hình dung chưa? Nó là chúng ta hãy biết đưa ra một cái lời khen rất là chân tình và đúng lúc, và khuyến khích đúng lúc, thì các bạn tạo sức mạnh cho người khác. Các bạn đang đang cho người khác một cái sức mạnh rất là tuyệt vời, các bạn đang nâng họ càng ngày càng tốt lên, và đó mới là người lãnh đạo tuyệt vời các bạn Người lãnh đạo tuyệt vời là người lãnh đạo phải biết khuyến khích người khác và làm cho họ mỗi ngày họ mỗi tốt hơn. Cái người nhân viên của chúng ta cũng 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 vậy, họ đến với chúng ta họ chưa thật sự ok, nhưng sau một thời gian họ làm việc với ta thì họ trở nên tuyệt 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 vời, bởi vì cái khả năng động viên của bạn, khả năng khuyến khích của các bạn, cái khả năng trân trọng của các bạn đối với họ, và tự nhiên họ càng ngày càng trở nên một con người tuyệt vời. Thì như vậy chúng ta mới là người lãnh đạo tuyệt vời, chúng ta mới trở thành những người bố người mẹ tuyệt vời, chúng ta mới trở thành những cái người giáo viên tuyệt vời. Các bạn đồng ý ra điều này không nó là vừa rồi mà nếu các bạn nào mà học ra được những cái điều như vậy thì chắc chắn là doanh nghiệp của bạn nó sẽ phát triển, chắc chắn là doanh thu của bạn nó sẽ tăng, và chắc chắn nhân viên của bạn nó sẽ làm việc hết mình. Đó là điều chắc chắc chắn các bạn và chắc chắn người ta cũng rất thích làm ăn với bạn.
À, và chắc chắn các đối tác của bạn cũng thích làm ăn với bạn, đó là điều tuyệt vời. À, chào bạn Hồ Nguyễn, thầy đang ở đâu vậy? Ồ, mình đang ở Sài Gòn em. À, bạn lần đầu tiên biết mình hay sao? À, bạn nào mà để thường thường xuyên mà để cái live stream mình mà nó biết á, thì bên Facebook các bạn phải bật cái chế độ theo dõi live live stream. Các bạn bấm tìm bật cái độ theo dõi live stream đi. Các bạn mà bên YouTube á thì các bạn phải như thế nào? À, các bạn bấm vào cái nút đăng ký rồi các bạn bấm vào cái chuông nữa, thì tự nhiên khi mình live stream thì nó sẽ báo về các bạn hãy làm đi. À, và các bạn hãy like cái like đi, các bạn hãy like rồi các bạn hãy chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn để cho mọi người cùng biết. Và bây giờ mình nói cái điều thứ tám, cái điều thứ tám các bạn à, cái điều thứ tám là các bạn hãy đối xử với người khác một cách vô cùng trang trọng, ok chưa? Một cách vô cùng trang trọng, ok chưa? Ý ở đây là chúng ta có một cái hành vi, một cái cử chỉ, một cái gì à, một cái tỏ vẻ, một cái tấm lòng rất là trân trọng người mà chúng ta được gặp. À, hãy vô cùng trân trọng cái điều này. À, các bạn biết không, người ta sẽ nhớ mãi cái cách mà bạn đối xử với họ. À, ví dụ đi, ví dụ khi khách hàng mà họ mua hàng của bạn, họ mua sản phẩm của bạn, theo năm tháng rồi họ cũng quên đi cái giá đi, nhưng cái mà họ luôn nhớ mãi mãi ở nơi bạn là cách mà bạn đối xử họ nó như thế nào. Bạn đồng ý ra điều này không ạ? Nếu các bạn đồng ý thì bạn nói điều này nó vô cùng đồng ý và tuyệt vời. Coi nhân viên người như trong gia đình là một cái câu nói nó không có được chuẩn. Nhân viên là nhân viên. À, chúng ta trân trọng họ, chúng ta quý họ, chứ không phải là coi nhân viên như gia đình là cái câu mà ví như gia đình là không có. Cái câu đó là cái câu mà có lẽ là người nào đó họ không diễn tả được cái từ nên họ nói bằng cái câu đó. Nhân viên là chúng ta, nhân viên là nhân viên, họ là đối tác của ta, họ cùng nhau cộng sự với chúng ta trong cái công việc làm ăn kinh doanh, nên chúng ta trân trọng họ, chúng ta quý họ, chúng ta giúp đỡ họ, chúng ta nâng đỡ họ, chúng ta động viên họ, chứ họ không phải là người của gia đình ta. À, cái người của gia đình ta thì nó hoàn toàn khác. À, một nhân viên họ là người cộng sự tuyệt vời của ta, là một đối tác song hành trên công việc của chúng ta. À, chứ không phải là đối xử họ như gia đình ta. Người gia đình là người ruột thịt. Như thế nào gọi là gia đình? Là người ruột thịt, người có liên quan tới máu mủ huyết thống. À, ok chưa? Nó là chúng ta phải tách biệt ra hai cái việc 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 việc, việc đó, ok chưa? À, các bạn có nhận ra điều này không? Ok chưa? À, nó là hãy 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 như là hãy luôn trân trọng những người chúng ta gặp. Đặc biệt có những cái nghệ thuật mà trân trọng đó là bằng cách là các bạn có những cái món quà các bạn gửi họ, quà gặp người khách mà chúng ta có quà. Ví dụ mình ví dụ ha, mình mà đặc biệt mà lâu lâu mình đi một số cái chương trình đồ gì đó, một cái số cuộc họp gì đó, thì mình hay gửi quà. Ví dụ cái công việc gần nhất đây là cách đây 2 tuần trước, mình đi trong cái một cái chương trình đó là có khoảng 30 người, khoảng 30 người, thì mình mới quyết định là mình mang theo 30 quyển sách để mình gửi tặng cho mọi người hết quyển sách của mình. Và như thế nào ạ? Và thế là mọi người trong cái hội thảo đó họ rất là quý mình. Tức là mình là một người rất là bình thường trong cái hội thảo đó thôi, rồi mình làm quen họ, rồi mình trân trọng mình gửi. Và cách đây khoảng hơn 1 tháng trước cũng vậy, cũng vậy. À, trong một cái chương trình có 15 bạn thôi, thì mình cũng quyết định mình gửi tặng toàn bộ những quyển sách của mình hết, cho từng người mình tới gam. Và tất cả những người đó họ cảm ơn mình. Có những người sau đó đã kết nối với mình, đã inbox với mình, đã nói chuyện với mình. Và chắc chắn rằng những người bạn đã được nhận món quà đó, họ đều lưu giữ phía bên trong cái con người của họ một cái tình cảm của mình trao cho họ. Các bạn nhìn chưa, một một cái món quà
nó rất là đơn giản thôi, nó không có gì nhiều hết. À, một cái quyển sách thì nó như thế nào ạ? Nó vài chục ngàn thôi. À, cái tiền công làm rồi nó khoảng vài chục ngàn thôi, nó không có nhiều. Nhưng cái đó là một cái sự trân trọng mình gửi đến cho họ. Hoặc là ví dụ anh cá sấu 2 đô này, anh cá sấu 2 đô này, ảnh cũng gặp mình và ảnh tặng quà cho mình. À, ảnh tặng cho mình, có lần thì ảnh tặng cho mình cái gì? Cái đôi giày. À, có lần thì ảnh tặng cho mình cái dây nịt. À, rồi có lần thì ảnh tặng cho vợ mình cái đôi giày. À, các bạn thấy thế này, anh cá sấu 2 đô, ảnh chuyên kinh doanh. À, tức là trong cái khả năng của chúng ta, trong cái mà chúng ta có được, trong cái tấm lòng mà chúng ta có được, thì nếu chúng ta được thì chúng ta tặng quà. Hoặc là bạn Bùi Đình Phúc nè, mới tuần vừa rồi thôi bạn tặng cho mình 3 quyển sách. À, và trước đó dĩ nhiên là bạn tặng cho mình mấy quyển sách nữa, mà tuần vừa rồi là bạn tặng cho mình 3 quyển sách, các bạn hiểu chưa? Thì nói như thế nào ạ? À, cái việc nó rất là đơn giản, nó như vậy thôi, nhưng cái xây dựng tấm lòng nó rất là quý. Và bản thân mình thì mình hay có cái thói quen quen đó. À, những cái mối quan hệ của mình là mình hay tặng quà. Ví dụ là sắp tới mình đi Hà Lan, vài ngày nữa là mình bay đi Hà Lan rồi. À, và mình ở đó 9 ngày. À, mình ở đó 9 ngày. Thì thường thường là mỗi lần mình đi nước ngoài vậy đó. À, và mình trở lại về Việt Nam á, là mình mang theo một số những quà nhỏ nhỏ thôi, và những cái người bạn mà mình gặp thăng lầm mình tặng. Ví dụ như cái cuộc đi gần nhất đây là mình qua Brunei. À, cách đây mới có 3 tháng trước thôi là mình đi Brunei, mình qua đó 5 ngày ở bờ đó. Và mình thấy cái tiền Brunei nó rất là giá trị, nên mình đổi một cọc tiền Brunei 2 đô này. À, và mình về, mình đổi khoảng hơn 30 tờ các bạn. Và mình về mình gặp những cái người bạn. À, và mình gửi tặng. À, mình gửi tặng cho bạn, mình nói là làm cầm cái tờ tiền Brunei làm kỷ niệm. Thì các bạn thấy không, những cái mối quan hệ đó họ rất quý, và chắc chắn là họ rất quý và họ rất là nhớ mình. Hoặc là năm ngoái mình đi Anh thì cái đồng tiền Anh nó quá giá trị, mà một đồng tiền Anh nó khoảng 35.000 đồng tiền của mình, một đồng bảng Anh á nó khoảng 35.000 đồng tiền của mình. Điều đó có nghĩa là gì ạ? À? Là nó hơn chúng ta tới 35.000 lần. À, và mình cũng đổi một loạt những cái đồng đô về, và mình cũng cầm mình tặng cho từng bạn một. À, và mình nhớ là mình tặng cho bạn Nguyễn Thị Linh, và bạn Nguyễn Thị Linh bạn nói là em nhớ mãi cái món quà của thầy tặng cho em, thầy còn nói cái câu là cái đồng tiền nó rất là giá trị, em hãy giữ trong bóp và em hãy mãi mãi nó là giá trị như cái đồng tiền này. À, giống như cái đồng tiền này nó vô cùng giá trị, thì em phải làm sao em kinh doanh, em cư xử em cũng phải giá trị giống như cái đồng tiền, nó là vô hình mà nó đã giá trị nó như vậy. Thì bé Linh sau hơn một năm nó nhận được cái món quà tặng đó, thì nó hôm đó nó bé nó gặp mình, nó gửi nó mời mình đi ăn cơm trưa, và nó nói em nhớ mãi cái món quà tặng đó. Các bạn thấy điều này tuyệt vời mà. Cái ý ở đây là mình nói là nó có rất là nhiều cách để chúng ta xây dựng cái sự trân trọng đó. Hoặc là cách đây khoảng một tuần thôi, thì có bạn Liên Phương, bạn Nguyễn Hoàng Liên Phương ở trên Bình Dương, bạn rất là thành công. Và bạn đã đi học của chương trình mình cách đây 8 năm rồi, bây giờ bạn thành công lắm, bạn trở thành đại gia rồi. Thì đâu có khoảng 8 giờ sáng bạn gọi điện thoại cho mình. Bạn nói rằng là em có 4 cái cây sứ cảnh, nó có 4 loại màu, không biết là thầy có ở nhà không, em muốn gửi ship xuống tặng cho thầy. Em chứ mình kêu ok, khoảng 11 giờ là mình có ở nhà. Và lập tức bạn ship từ trên đó xuống. Dĩ nhiên mình với bạn Liên Phương đó, từ lúc mà bạn với mình, bạn học chương trình mình và mình với bạn biết nhau từ 7-8 năm nay. Và bạn luôn thể hiện một cái sự trân trọng vậy. Và thực sự mình nói với các bạn á, là trong trái tim mình, trong trái tim mình luôn có một cái sự trân trọng cho bạn Nguyễn Hoàng Liên Phương. Các bạn thấy không ạ? Đó là những cái người thành công, những người khôn ngoan, họ đã biết cách từng ngày họ xây dựng cái mối quan hệ đó. Họ như thế nào họ chất chiêu cho cái mối quan hệ đó. Ngay từ đầu mình đã nói với các bạn rồi mà,
Chất lượng cuộc sống của các bạn đó chính là chất lượng của các mối quan hệ. Ok chưa? Và nếu các bạn muốn có cuộc sống tốt đẹp thì chắc chắn bạn phải có những mối quan hệ tốt đẹp. Và nếu các bạn muốn có mối quan hệ tốt đẹp, các bạn cần phải có cái nghệ thuật cho nó. Và hồi nãy giờ mình đã nói với các bạn từ 1 đến 7, đó là cái nghệ thuật xây dựng mối quan hệ tốt đẹp. Ok, các bạn thấy điều này tuyệt vời không ạ? Tuyệt vời thì các bạn nói nó rất là tuyệt vời. Và hồi nãy giờ mình không thấy các bạn nào khen mình hết. Mình nói quá trời mà không thấy các bạn nào khen mình hết. Vậy thì tiếp theo nữa là điều thứ 8. Điều thứ 8, hãy lưu những người bạn mình vào trong một cái danh sách điện thoại. Hãy lưu, hãy nhớ nó. Và bạn cứ từng tuần. Cảm ơn bạn Nguyễn Trí Dũng nhiều đúng không? Bạn Dũng kinh doanh món ăn đường phố. Ok chưa? Bạn Dũng bánh tráng trộn. Ok chưa? Vậy thì chào bạn Hồng Như. Vậy thì bây giờ mình muốn nói với các bạn này, mình muốn nói với các bạn điều này là điều thứ 8. Hãy nên lưu giữ tất cả những gì những người xây dựng mối quan hệ của bạn ở trong gì trong một cái list danh sách rất là tuyệt vời. Chào bạn Đỗ Thu Huyền Hiền Văn Spa. Bạn Đỗ Thu Huyền vừa rồi là cũng tặng cho mình một cái món quà rất là giá trị. Bạn thấy Bambi bị bệnh và bạn đang tặng, bạn cũng tặng cho mình món quà rất là giá trị. Những cái điều đó nó như thế nào nó làm cho mình luôn luôn nhớ. Ok chưa? Nó luôn luôn nhớ. Ok chưa? Tức là cái sự đối xử nó rất là trân trọng với nhau thôi, chứ nó không có cái gì hết. Ở đây trên hết là cái sự đối xử nó rất là trân trọng nhau thôi. Điều thứ 8 là hãy lưu giữ như thế nào lưu giữ cái thông tin, cái số điện thoại của những người bạn mình. Và hàng tuần bạn hãy xem cái list đó, bạn hãy xem và bạn mới tự hỏi với mình rằng là những người bạn nào đã bao lâu rồi, đã bao lâu rồi ta chưa liên hệ với họ không. Và 3 tháng là bạn phải, ít nhất là 3 tháng, quá 3 tháng bạn phải liên hệ, bạn phải nói chuyện, bạn phải nhắn tin cho họ, bạn phải hỏi thăm họ một lần. Ngày nay các bạn thấy có Zalo nè, có Facebook nè, có email nè, có số điện thoại, các bạn thấy nó dễ vô cùng. Hồi xưa không có những việc đó người ta vẫn làm được, mà tại sao bây giờ có những điều này mà tại sao chúng ta không làm? Các bạn đồng ý không? Tại sao chúng ta không làm? Quá thuận lợi, quá thuận tiện, tại sao chúng ta không làm nhỉ? Nó là theo hàng tháng, hàng tuần nha. Các bạn hãy kiểm tra lại toàn bộ cái danh sách của mình. Và quá 3 tháng thì các bạn phải làm điều này. Và ngày nay là nó có hệ thống rồi. Chúng ta theo dõi rất là chặt chẽ. Các bạn chỉ cần dành mỗi ngày 5 phút, 10 phút thôi. Các bạn chỉ cần lên Facebook của họ, các bạn như thế nào, các bạn kết nối với họ là điều rất là tuyệt vời. Bạn Thảo hỏi mình một cái câu gì? Thầy ơi, em muốn bắt đầu học lại từ đâu về kinh doanh vậy thầy? Rất là đơn giản bạn Thảo. Inbox số điện thoại và các em bên mình nó sẽ thông báo cho em cái lịch. Và thế là em cứ từng bước em đi học thôi. Còn nếu em ở xa thì rất là đơn giản, em mua 3 cái quyển sách của mình, 3 quyển sách của mình, em về em đọc là em sẽ thông rất là nhiều. Quyển thứ nhất là quyển Vượt Biển Lớn, cái cách đi lên của người khởi nghiệp từ 5 xu. Quyển thứ hai là quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi, chia sẻ 101 bí quyết trong kinh doanh. Và quyển thứ ba là quyển Bán Hàng Online Ngay, chia sẻ cho bạn 101 cái cách làm online. Và nếu ngay bây giờ mà bạn mua 3 cái quyển sách này thì giá là 330.000, giá là 330.000, free ship đến nhà các bạn trên khắp mọi miền đất nước. Và các bạn sẽ được add vào trong cái group này, là cái group của những người sở hữu sách. Và trong group này mình sẽ chia sẻ cho bạn cái cách làm kinh doanh. Và trong tuần này, ngày mai thôi, mình sẽ chia sẻ trong cái group đó cái cách làm sao để ra khởi nghiệp làm kinh doanh ở ngay trong cái group đó. Dĩ nhiên trong cái group đó mình chia sẻ chuyên sâu về kinh doanh hơn và như thế nào và ở ngoài group này thì mình chia sẻ về cái cách mà phát triển bản thân nhiều hơn. Ok không?
nó là bạn nào mà mua sách của mình thì các bạn không hãy comment xuống. Bạn nào có ba quyển sách của mình rồi mà chưa được add vào group thì cũng hãy comment xuống để mình cho các bạn đường link, và các bạn nhớ các bạn phải trả lời những câu hỏi trong đây nhé. Ok các bạn ơi, vậy là vừa rồi mình chia sẻ với bạn 7-8 điều nó vô cùng đơn giản, và các bạn hãy như thế nào ạ? Hãy nắm rõ những cái nguyên tắc cơ bản này, ghi vô, hãy nắm rõ những nguyên tắc cơ bản này. Và các bạn nên nhớ cái điều đầu tiên để bạn phát triển cao hơn, điều đầu tiên để bạn lên cao hơn, điều đầu tiên của bạn leo lên núi cao hơn, thì điều đầu tiên bạn phải gì ạ? Bạn phải xây dựng cho mình những nền tảng cơ bản. Sự vượt trội, sự giỏi giang nó bắt đầu từ những cái nền tảng cơ bản. Nếu bạn thiếu cái nền tảng cơ bản thì mình xưa với các bạn luôn, bạn sẽ không bao giờ leo lên cao được. À, hãy nắm rõ những nguyên tắc cơ bản, hãy nắm rõ những cái nền tảng cơ bản. Đó là cái bài học và cái từ khóa mình muốn gửi đến các bạn. Thiếu, bây giờ mình ví dụ với các bạn đi. Bạn A, B, C, D, E, F đánh vần, mà bạn đánh vần còn không được thì làm sao mà bạn đọc được, bạn viết được, bạn nói giỏi được, bạn đồng ý không ạ? Vậy A, B, C, D, F chính là gì? Đó là những nền tảng rất là cơ bản. Trong kinh doanh cũng cũng vậy. Bán hàng thì không biết cách bán hàng, marketing thì không hiểu marketing là cái quái gì, đàm phán thì cũng không hiểu nó là cái gì, đào tạo huấn luyện nhân viên cũng không hiểu nó là cái gì. Thiếu những cái nền tảng cơ bản đó thì làm sao mà chúng ta làm kinh doanh được? Các bạn đồng ý ra điều này không ạ? Muốn phát triển lên đỉnh cao, muốn leo lên ngọn núi cao thì cái điều đầu tiên chúng ta phải sử dụng những nền tảng cơ bản. Một người mình leo lên một cái ngọn núi rất là cao thì cái điều đầu tiên họ phải có nền tảng cơ bản thể lực tốt đó. Bạn nào ý ra điều nào mà vừa rồi các cái cầu thủ của chúng ta đá banh tốt là cái điều đầu tiên họ phải có cái nền tảng cơ bản. Nền tảng cơ bản đó là nền tảng gì? Đó là thể lực tốt, đó là gì? Kỹ thuật đá banh tốt, đó là gì? Khả năng lắp ráp chiến thuật tốt và tuân thủ, đó là những kiến thức rất là cơ bản. À, và nếu chúng ta muốn đòi phát triển lớn, muốn làm cao, muốn trở thành đại bàng, nhưng những cái kiến thức cơ bản mà chúng ta không nắm được thì đừng never, never, không bao giờ, không bao giờ chúng ta chạm được hết. À, người khôn ngoan là người mỗi ngày tích lũy cho mình những điều cơ bản nhất, những điều đơn giản nhất. Bạn hãy làm tốt những điều đơn giản, những điều cơ bản thì chắc chắn rằng mỗi ngày bạn sẽ mỗi phát triển, không ai cản chân bạn được hết. Không ai cản chân bạn được hết. Bạn cứ tin mòn đấy. À, nó là hôm nay mình chia sẻ bạn 8 điều đơn giản để chúng ta xây dựng mối quan hệ tốt. Và các bạn biết mối quan hệ tốt nó sẽ dẫn đến chất lượng cuộc sống tốt, và chất lượng cuộc sống tốt nó sẽ dẫn đến công việc của bạn tốt, công việc của bạn tốt nó sẽ dẫn đến cái việc kinh doanh của bạn bạn tốt, cái việc kinh doanh của bạn tốt thì nó sẽ dẫn đến bạn sẽ rất là thành công, giàu có và thịnh vượng trong cuộc sống này. Các bạn có đồng ý đó điều nào mà nên là cái việc xây dựng mối quan hệ là một trong những cái bí quyết mà các bạn phải làm được, các bạn phải đạt được. Và 8 điều vừa rồi mình chia sẻ bạn là nó vô cùng đơn giản, nó vô cùng đơn giản, ai cũng thực hiện được. Đừng có nói cái câu là em học ít, em không làm được. Cái này nó không liên quan tới trình độ, kỹ năng luyện tập nó không liên quan tới trình độ, nó cũng chẳng là liên quan là bạn học cái lớp nào hết. Đã nói là kỹ năng là rèn luyện chứ không phải là kỹ năng là liên quan tới phải học đại học mới là được. Có cái người học đại học vẫn không làm được nhưng cái người mà học lớp năm họ đã làm được, bởi vì kỹ năng chính là sự rèn luyện. Nên là khi các bạn biết điều này, các bạn chỉ cần rèn luyện mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày chúng ta nhớ lại nó và chúng ta làm nó một chút thì nó trở nên tuyệt vời hơn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn nào mua sách thì các bạn hãy mua sách liền. Và trong tuần sau là mình sẽ dạy cho bạn cái lớp kinh làm chủ doanh nghiệp mà mình dạy online trên livestream luôn. Và dĩ nhiên mình ở trong group. Và dĩ nhiên mình thu học phí. Phải thu học phí thì các bạn mới chịu học. Không thu học phí thì các bạn không có chịu học đâu. Bỏ tiền ra thì mới chịu học. Ok các bạn ơi, chúc bạn bạn
À, bây giờ chúng ta lại bắt đầu tối chủ nhật rất là tuyệt vời. Hôm nay mình chia sẻ bạn những cái lợi ích, những cái điều tuyệt vời khi chúng ta xây dựng mối quan hệ, đặc biệt là mối quan hệ tốt đẹp, thì nó sẽ dẫn đến cái cuộc sống chúng ta nó tốt đẹp. Cái mối quan hệ tốt đẹp nó làm cho chất lượng cuộc sống của chúng ta nó tốt đẹp. Mối quan hệ tốt đẹp nó làm cho cuộc sống chúng ta nó càng ngày nó càng ý nghĩa hơn. Và chương trình livestream mới vừa bắt đầu thôi. Và bây giờ chúng ta cùng nhau chào nhau. Thứ nhất là chúng ta chào nhau. Chúng ta giới thiệu về nhau. À, chào bạn Trần Thơ. À, chúng ta giới thiệu về nhau. Đặc biệt là giới thiệu mình làm lĩnh vực gì, ở cái khu vực gì, ở vùng miền nào, để chúng ta cùng nhau biết, chúng ta cùng nhau kết nối, để chúng ta làm quen nhau. À, còn nếu mà chúng ta xem mà chúng ta ẩn danh, chúng ta không giới thiệu hết thì không ai biết về ta hết, và chúng ta mất đi một cái cơ hội là tận dụng cái lĩnh vực online này, Facebook này, livestream này, để chúng ta kết nối khắp tất cả mọi miền, trên khắp mọi miền đất nước này. À, nên là rất là vui làm quen với các bạn trên khắp mọi miền đất nước, và các bạn hãy cùng nhau giới thiệu về các mình nhé. Bạn nào mà lần đầu tiên mà biết mình qua đây trên mạng thì các bạn comment số 1 để mình biết. Còn bạn nào mà đã biết mình rồi thì chúng ta hãy giới thiệu về rõ để cho mọi người cũng biết. À, ok, và bây giờ bắt đầu mình nói thẳng vào vấn đề luôn. À, mình nói thẳng vào vấn đề. Các bạn biết nên nhớ rằng là chất lượng cái cuộc sống của chúng ta thì nó được thể hiện bằng chất lượng của các mối quan hệ. Nếu các bạn mà có những cái mối quan hệ tuyệt vời, mối quan hệ với bạn bè, đặc biệt là các bạn có những cái người bạn bè tuyệt vời, đặc biệt là các bạn có những cái người đối tác tuyệt vời, những người anh chị, những người chú bác, những người nhân viên, chấm chấm chấm, rất là nhiều người, thì chúng ta như thế nào ạ? Và chúng ta có cái mối quan hệ và được gắn kết với nhau thì chúng ta có cái cuộc sống nó rất là chất lượng. Chắc chắn là một điều rồi, cuộc sống chúng ta nó càng ngày nó càng chất lượng. Và các bạn có đồng ý với mình rằng là chúng ta có những người bạn mà làm kinh doanh, chúng ta không kinh doanh giỏi mà chúng ta có những người bạn làm kinh doanh giỏi, thì trước sau gì chúng ta cũng làm kinh doanh giỏi. Bởi vì sao ạ? Bởi vì những cái người bạn đó, những bạn làm kinh doanh giỏi đó, họ họ như thế nào ạ? Họ ảnh hưởng đến ta từ cái cách nói chuyện, từ cái cách họ sống, từ cái cách họ làm, từ cái cách họ hành động, nó sẽ ảnh hưởng đến bạn. Và những người gì ạ? Những người mà các bạn có đồng ý với mình rằng là nếu các bạn là người gì ạ? Là người bạn chơi với những thằng bạn nhậu không à, thì chắc chắn là thế nào bạn cũng trở thành những cái thằng nhậu giỏi. Vì sao ạ? Bởi vì những cái thằng bạn đó nó như thế nào ạ? Nó sẽ kết nối với bạn, nó sẽ tương tác với bạn, nó sẽ giúp bạn, nó sẽ xúi giục bạn làm sao mà uống giỏi ra. À, các bạn có đồng ý với rằng là nếu mà chung quanh bạn là toàn là những thằng bạn nhậu nhỏ thì khoảng 5 giờ chiều mà đi làm về là nó alo cho bạn liền, nó nói rảnh chưa đi nhậu đây. À, và bạn nói là bạn bận rồi thì nó nói bận cái gì, à, tao tới tao chở mày đi luôn. Các bạn thấy chưa, tức là những cái thằng bạn nhậu nó sẽ huấn luyện chúng ta rất là kỹ. Nó là chúng ta, cuộc sống là sự lựa chọn, chúng ta hãy như thế nào à, chúng ta hãy hãy như thế nào à, hãy hãy đi tìm những người bạn tuyệt vời, những người bạn phát triển, những người bạn luôn muốn đi lên. À, để chúng ta kết nối với những con người đó thì chúng ta phát triển. Các bạn không biết mà chúng ta đi chọn với những người tiêu cực, những người hay rên rỉ, những người hay than thở, thì cái mối quan hệ đó nó làm cho cuộc đời chúng ta nó đi xuống. Đó là điều ta chắc chắn rồi. Vậy thì để buổi tối chia sẻ rất là tốt hơn thì các bạn hãy bấm vào cái like của mình. À, bấm vào like đi, bên Facebook các bạn cũng bấm vào like, bên YouTube các bạn cũng bấm vào like. Rồi sau đó như thế nào nữa, các bạn có thể chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn để chúng ta gieo hạt đến nhiều người. À, và cái hạt đó nó sẽ mỗi ngày nó lớn lên. À, và các bạn như thế nào cũng có thể là tag bạn bè mình, có những người họ chưa hiểu thì tag bạn bè mình vào để chúng ta như thế nào, để chúng ta được kết nối với nhau, chúng ta làm quen nhau. À, chúng ta cùng nhau được hưởng những cái điều rất là tuyệt vời qua cái việc xây dựng mối quan hệ này. Vậy thì chất lượng cuộc sống của chúng ta chính là chất lượng của những mối quan hệ mà bạn đã gây dựng và xây dựng hàng ngày. À, bạn có đồng ý ra điều này không ạ? Và nếu bạn dành thời gian, bạn tận tâm, bạn đầu tư cho nó,
bạn phát triển nó, bạn chăm chút từng những cái mối quan hệ một, thì những mối quan hệ nó sẽ lớn lên, nó sẽ trưởng thành. Nó không có một cái gì ngẫu nhiên hết, nó hoàn toàn không có một cái gì ngẫu nhiên hết. Các bạn thấy một người nào đó tự nhiên họ đăng vài dòng lên là họ bán hàng am, bạn tưởng là bán hàng dễ, nhưng người đó họ họ đã có uy tín rồi, họ đã có uy tín rồi, họ chỉ cần đăng lên là người khác họ mua thôi. Còn như bạn, bạn mà không có uy tín thì bạn đăng lên là ai mua? Nên là bạn muốn cuộc sống bạn trở nên tốt đẹp hơn, bạn muốn cuộc sống bạn trở nên ý nghĩa hơn, thì cái điều tuyệt vời trong cuộc sống này là bạn hãy biết cách xây dựng và bảo vệ và phát triển những mối quan hệ tuyệt vời hơn, thì chắc chắn một điều đó là cái cuộc sống chúng ta nó sẽ như thế nào ạ? Nó sẽ phát triển tốt mỗi ngày. Nhìn những người bạn các bạn chơi, nhìn cái sự thành công của những người bạn của mình, nhìn cái năng lượng của những người bạn của mình, nhìn cái cách hành xử của những người bạn của mình là biết bạn ở ngay chỗ nào rồi, biết bạn là thuộc cái top nào rồi, thuộc bạn thuộc cái level nào. Các bạn có đồng ý ra điều nào? Nó là hãy tập trung xây dựng những cái mối quan hệ chất lượng. Vậy thì hôm nay mình sẽ chia sẻ bạn 8 điều. 8 điều để chúng ta xây dựng được mối quan hệ chất lượng và tuyệt vời. 8 điều. Các bạn có sẵn sàng để mình chia sẻ chưa? Nếu sẵn sàng rồi thì các bạn comment xuống, các bạn nói là sẵn sàng rồi. Và các bạn nào vào sau chưa giới thiệu về mình thì các bạn hãy giới thiệu đi. Các bạn hãy giới thiệu đi ạ. Cái điều thứ nhất, ok chưa? Đã 8 điều này nó cơ bản hơn, nó không phải là cái gì mà bí mật, nó cũng chả phải cái gì là bí quyết. 8 điều nó rất là cơ bản thôi. Điều thứ nhất là chúng ta gặp bất kỳ ai, chúng ta phải là người đầu tiên. Là người đầu tiên nó như thế nào à? Là người đầu tiên chào hỏi trước. Chào hỏi một cách rất là niềm nở, rất là vui nha. Bạn gặp bất kỳ ai thì bạn hãy là người đầu tiên mở lời trước, chứ không phải là bạn gặp ai đó rồi bạn ngồi yên một chỗ rồi bạn kêu người ta tới phải như thế nào phải kết nối với bạn, phải chào bạn. Không, không phải. Bạn muốn xây dựng mối quan hệ tốt thì bạn phải là người chủ động trước, bạn phải tươi cười trước. Tuy nhiên, đúng đúng là đối với một số người bạn cần phải chiến thắng cái nỗi sợ của mình, chắc chắn rồi. Bạn phải cần chiến thắng cái bản thân của mình, bạn chiến thắng cái thế giới bên trong rút nhút nhát rụt rè của mình. Nhưng các bạn nên nhớ một điều rằng, chúng ta luyện một điều tốt thì chúng ta cũng nên luyện mà. Tại sao chúng ta từ chối một điều tốt? Tại sao chúng ta từ chối một điều phát triển? Tại sao làm một điều tốt thì chúng ta lại lý do, nhưng mà làm điều không tốt, tại sao bạn không làm việc gì hết, bạn ngồi bạn thụ động thì bạn cũng đang làm một việc là thụ động thì chúng ta lại làm, mà làm việc tốt thì chúng ta lại không làm. Làm để cho con người chúng ta nó năng nổ hơn, làm để cho con người chúng ta nó nhiệt tình hơn, làm để cho con người chúng ta nó năng lượng hơn, thì tại sao chúng ta lại không làm? Nó là một cái câu hỏi đặt ra ở đây, mình muốn muốn gửi đến các bạn là các bạn có sẵn sàng chủ động để đi gặp ai đó trước, để gửi lời chào trước, hay là các bạn rất là thụ động và dĩ nhiên không chào thôi. Chào phải rất là năng lượng, chào phải rất là nhiệt huyết. Ok, chào bạn Hoàng Nguyễn, chào bạn Kiều Vi ở Nha Trang. Bạn Kiều Vi là kinh doanh các cái sản phẩm đặc sản Nha Trang. Các bạn nào mà muốn ăn sản phẩm đặc sản Nha Trang thì các bạn liên hệ bạn Kiều Vi. Ok chưa bạn Luân Kim, bạn Bùi Đình Phúc, bạn Thu Hiền. Thu Hiền là Hiền Văn Spa. Các bạn nào mà bị mụn nhiều á thì các bạn phải liên hệ với bạn Hiền Văn Spa. Bạn Nguyễn Trí Dũng là chuyên kinh doanh các cái món ăn chơi, bánh tráng trộn. Ok chưa, đồ ăn vặt. Bạn nào mà muốn đồ ăn vặt thì liên hệ với bạn Nguyễn Trí Dũng. Ok, anh đô cái 62 đô. Bạn nào mà cần có đôi giày đẹp thì các bạn liên hệ với anh đô cái 62 đô, ok không ạ? Rồi tiếp tục, chúng ta lại tiếp tục cái điều thứ hai. Cái điều thứ hai là chúng ta phải cười nhiều. Ai cũng thích chơi, ai cũng thích kết nối,
Ai cũng thích làm bạn, ai cũng thích gì à? À, thích làm quen, nói chuyện với những cái người gì à? Những người mà vui vẻ hay cười. À, chả ai mà, không ai thích những cái người mà cứ lầm bầm. À, chào bạn Nguyễn Đức Khánh. À, bạn Nguyễn Đức Khánh là kinh doanh yến xào hả? Yến xào. À, yến xào rừng Nam Cát Tiên ha, Khánh ha. À, nó là chúng ta phải phải gì ạ? À? Chúng ta phải tươi cười, phải vui vẻ, phải hứng khởi, phải năng lượng, phải nhiệt huyết. Ai cũng thích chơi với những con người đó, chả ai mà như thế nào à? Mà chơi với cái người im im lầm lì, không chịu kết nối, lúc nào mặt mày cũng nhăn nhăn nhó nhó thì chẳng ai thích những người đó hết, ok chưa? Và cái nụ cười á, nó giúp cho cái con người của chúng ta nó gần nhau hơn. À, cái nụ cười nó mang đến cái điều tốt đẹp. À, dĩ nhiên là cười 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 một nét cười rất là tươi, cười cười ở trong tim. Tết đến rồi còn chủ động gặp khách hàng nè thầy. Ok, cảm ơn anh cá sấu hai độ. Tất nhiên rồi, cái cuộc đời của người làm kinh doanh là vậy anh hai độ ơi. Cuộc đời làm kinh doanh nó ý nghĩa vậy. Chúng ta cũng chả quan tâm ngày đêm gì đúng không? À, chúng ta chỉ quan tâm tới cái việc gì à? Phục vụ khách hàng. Rồi làm sao có khách hàng nhiều, khách hàng đều. Nó là đó là cái ý nghĩa. Cái sự tốt đẹp của người làm kinh doanh là vậy. Nó làm mình luôn nói với các bạn là mình tin rằng người kinh doanh mang điều tốt đẹp đến thế giới này. Mình cũng tin rằng cái người kinh doanh mang là giúp cho nhiều người khác tốt đẹp hơn. À, đó là điều chắc chắn các bạn à. Và đó là lý do vì sao mà mình cổ vũ, mình cổ suý cho các bạn như thế nào à? Các bạn phải ra làm kinh doanh đi, bởi vì chọn con đường làm kinh doanh là cái con đường nó rất là ý nghĩa. À, những người làm kinh doanh là những người họ luôn biết cách làm cho cuộc sống nó ý nghĩa hơn, làm cho khách hàng tốt hơn, làm cho nhân viên ok hơn. À, họ biết giải quyết những cái vấn đề không tốt của xã hội để họ tạo ra sản phẩm tốt hơn, phát triển hơn, để họ giải quyết tốt đúng không? Cái người kinh doanh nào mà đi ngược lại với xu hướng đó thì nó sẽ không phát triển được. Cái đó là điều chắc chắn. Cái đó là điều chắc chắn rồi. À, nó là chúng ta phải làm và làm đến nơi thôi. Vậy thì để xây dựng mối quan hệ tốt, cái điều thứ hai là cười đúng không? Vui cười. À, và khi bạn cười á, cái bạn rất là cởi mở. À, mà khi bạn cười á thì tự nhiên là người khác có cảm tình với bạn. Và chắc chắn rằng là khi bạn cười á thì chính cái nụ cười của các bạn á, nó làm cho như thế nào à? Nó làm cho cái không khí mọi thứ xung quanh nó nhẹ nhàng ra, và dĩ nhiên là người ta ấn tượng về bạn chắc chắn rồi. À, đó là điều thứ hai. À, mình nói mình chia sẻ bằng 8 điều nó đơn giản là nó không có gì mà bí mật, nó ghê gớm đó. Cái điều thứ ba đó là chúng ta nên gặp ai đó, gọi người đó bằng đúng cái tên của họ. À, đây là điều nó đơn giản mà nó quan trọng vô cùng. À, bạn hãy gọi người đó bằng tên của họ. À, đó là nó thể hiện cái bằng chứng là bạn quan tâm đến người người đó. Nó thể hiện cái bằng chứng là gì ạ? Bạn tôn trọng và bạn trân trọng cái người đó. À, nó là gặp ai là chúng ta thấy họ, gọi họ bằng tên. Các bạn thấy không? Như hồi nãy giờ ở trên Facebook này, bây giờ mình ví dụ nè, mình gọi là chào bạn Kiều Vi ở Nha Trang, các bạn thấy thì người ta thích đó mà, thật. Bạn Kiều Vi có thích đó mà. Chào bạn Nguyễn Trí Dũng, ok đó, các bạn nghe các bạn thích đó mà. Chào bạn Đức Khánh ở Nam Cát Tiên, các bạn thích đó mà, thích, ok. Chào bạn Trương Thanh, các bạn thấy chưa? Chào bạn Cảm Nắng, cái tên ngộ quá ha. Chào anh Cá Sấu Hai Đô, các bạn thấy chưa? Khi chào vậy, chào bạn Thanh Lâm, nên là hãy gọi. Chào bạn Đình Phúc, ok chưa? Chào bạn Nguyễn Đức Hoa, chào bạn Lê Nguyễn Thị, ok. Chào bạn Nam Phan, chào bạn Long Phú, các bạn anh chúng chưa? Thì khi mà chúng ta gặp ai đó, chào bạn Quốc Đạt, chúng ta gặp ai đó chúng ta hãy chào bằng tên, chào bạn Nguyễn Quang Trường, thì người ta rất thích và người ta rất quý bạn. Chào bạn Đỗ Thu Hiền, Hiền Văn Spa. Đó, nó là chào bạn Huỳnh Văn Ninh, ok chưa? Ok, chào bạn Huỳnh Văn Ninh. Nó là các bạn nên nhớ rằng là chúng ta trong cuộc sống chúng ta
Chào bạn Nguyễn Văn Khải ở bên kênh YouTube. Các bạn thấy chưa? Nó là cái việc mà xây dựng mối quan hệ nó rất là đơn giản nhưng mà nhiều người rất là thành. Chào bạn Nguyễn Văn Vượng, chào bạn Nguyễn Mạnh Thiện. Các bạn thấy chưa? Các bạn cứ cảm tưởng đi, chào bạn Phan Thị Minh Tâm. Các bạn cứ cảm tưởng đi, khi mà các bạn nghe mình gọi tên của bạn, mình chào các bạn qua trên YouTube rồi thì các bạn cảm giác nó như thế nào? Chào bạn Trần Thanh Tịnh. À, chào bạn Vân Hồng Tuyền. Các bạn cảm giác như thế nào? Các bạn cảm giác là bạn chạm ra được cái gió. Chào bạn Hương Trần. À, các bạn cảm giác không ạ? Nó là chúng ta phải đặc biệt phải nhớ tên người khác và chúng ta như thế nào ạ? Chúng ta phải gọi được họ. Chào bạn Hoàng Thơ Phát. À, chúng cái điều đơn giản nó vậy, chúng ta phải làm được các bạn ạ. À, chúng ta không có thể là gặp ai đó mà chúng ta quên mất đi. Chào bạn Nguyễn Hiệp Thành, chào bạn Văn Long. À, đó là điều chắc chắn. À, các bạn nói không ạ? Và nếu mà mình nhớ người ta làm cái ngành nghề gì nữa thì tuyệt vời. Ví dụ bà nói là chào bạn Nguyễn Mạnh Thiện Akana, màn cửa Akana, hoặc là bạn chào bạn Tiêu Hoàng Hải, chào bạn Long, chào bạn Ngoan Nguyễn ở Tây Ninh. Đó, nếu mà các bạn mà chào mà con nhớ như vậy thì như thế nào, thì mọi người như thế nào? Chào bạn Phương Anh Lê ở Hàn Quốc. À, đó thấy chưa, mình nhớ từng bạn thì các bạn cảm giác nó như thế nào? Bây giờ mình hỏi các bạn cảm giác nó như thế nào? Nó là hãy gọi người khác bằng tên và người ta thể hiện cái sự trân trọng, thể hiện cái sự gì cái sự quý mến, thể hiện cái sự bạn quan tâm đến họ, bạn nhớ đến họ. Đó là cái điều mà nó rất là tuyệt vời. Mà cái điều thứ ba này bạn phải làm được. Vậy hồi nãy giờ các bạn có nhớ không? Vậy thứ nhất mình ôn lại là thứ nhất là chúng ta phải chủ động gặp người khác và chúng ta phải nở chào họ trước, nói chuyện với họ trước, mở lời trước. Đó là thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta phải luôn nở nụ cười rất là tươi. Và cái thứ ba, nói chuyện với người khác chúng ta phải nói chuyện bằng tên. Chào bạn Nguyễn Mạnh Thiện, chào bạn Nguyễn Mạnh Thiện làm Akana, chào bạn Bùi Đình Phúc, ok chưa? Chào bạn Phương Lê, ok chưa? Bạn ở Hàn Quốc, mình biết bạn, ok, chấm. Nói như vậy thì các bạn thấy nó ý nghĩa mà. Chào bạn Duy Trần. Đó là những cái cách nó rất là đơn giản và các bạn có nhớ rõ mà rất là nhớ rõ. Và cái thứ tư, ok chưa? Khi chúng ta muốn xây dựng mối quan hệ tốt với người khác là chúng ta phải nói chuyện, chúng ta phải nhìn trực diện vào người ta mà nói chuyện, chứ không phải là vừa nói chuyện vừa nhìn xuống cái điện thoại, vừa nói chuyện vừa nhìn lơ đễnh ở đâu đó. Chúng ta hãy nói chuyện và nhìn trực diện vào người ta và thể hiện cái thái độ là rất là quan tâm tới cái câu chuyện mà chúng ta nói chuyện đó. Bởi vì cái người mà họ thấy cái tâm thế bạn đứng bạn nói chuyện một cách rất là trang trọng đó thì tự nhiên họ cảm nhận ra được cái năng lượng của bạn và họ cảm giác họ rất là quý bạn, họ quý bạn vô cùng. Đó là cái điều thứ tư là các bạn phải làm được đứng đối diện và nói chuyện một cách rất là niềm nở. Các bạn hiểu chưa? Chào bạn Jimmy DTS, bạn toàn là viết tắt không, mình không biết gọi tên bạn là bằng gì luôn. Các bạn nhận ra đi không à? Chào bạn Thanh Lâm Phan, ok chưa? Đó, cái điều này các bạn làm được không? Bốn điều này các bạn làm được không à? Nếu làm được thì các bạn ghi xuống, các bạn nói là tôi làm được. Anh phải ghi như vậy để gì? Để nó đi vào trong tiềm thức của các bạn, để các bạn mới lo mà các bạn làm. Và để các bạn nhớ, các bạn khẳng định như vậy để các bạn nhớ. Các bạn nói là tôi làm được, các bạn nói là tôi nhớ rồi, tôi làm được, phải ghi. Cái điều này nó có lợi cho các bạn chứ không, nó không có cái gì hại đâu. Và tiếp theo nữa là cái điều thứ năm. Cái điều thứ năm tuyệt vời, các bạn ghi vào là các bạn rất là tuyệt vời. Và cái bạn cam kết rất là cao. Chào bạn Văn Nguyễn. Bạn ghi tôi làm được chứ bạn nói tôi làm được nghe nó dân quê quá ha. Ok, chào bạn Dũng Trăng, tuyệt vời. Và điều thứ năm là phải luôn lắng nghe, luôn ở trạng thái lắng nghe người khác. Phải lắng nghe và lắng nghe rất là chân tình. Phải lắng nghe thực sự, là cái lắng nghe là cái mà mọi người như thế nào mọi người luôn luôn tôn trọng, trân trọng bạn nhiều nhất. Bởi vì họ thấy
Và khi mà bạn chăm chú bạn lắng nghe ai đó thì người ta sẽ cởi mở tấm lòng với các bạn. Họ người ta cởi mở. Người ta cảm giác là người ta bạn chiếm một cái vị trí rất là cao trong trong gì trong cái con người của họ. Ok chưa? Và bởi vì sao Bởi vì mọi người thường thường là không có giỏi lắng nghe, mọi người chỉ giỏi nói, và trực người ta nói xong là để mình nói liền. Và tại sao các chuyên gia họ không có nói nhiều, họ toàn là họ lắng nghe bạn rồi họ hỏi không à? Và tại sao bạn quý các chuyên gia? Bởi vì các chuyên gia như thế nào các chuyên gia không 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 có nói nhiều. Các chuyên gia họ luôn lắng nghe bạn. Mỗi lần mà bạn đi tư vấn, bạn vô bạn gặp một cái ông bác sĩ, ví dụ bạn bị bệnh, bạn tới gặp ông bác sĩ, chuyện gì xảy ra nếu ông bác sĩ ông cứ lo ông nói không, các bạn thấy không? Ông bác sĩ ông chỉ hỏi một vài câu rồi ông nghe bạn nói bạn tâm sự, rồi ông lại hỏi tiếp, rồi bạn nói và bắt đầu ông hỏi tiếp, rồi bạn lại mở lòng tiếp, rồi ông hỏi tiếp, rồi bạn mở lòng tiếp. Và cứ càng như vậy thì tự nhiên bạn về bạn thấy ồ, hôm nay bạn được lắng nghe ghê, hôm nay bạn được chia sẻ, hôm nay bạn được mở cái tấm lòng. Một trong những cái nguyên nhân mà trong các gia đình hai vợ chồng hay xung đột là bởi vì sao bởi vì cái người vợ nói nhiều quá mà người chồng lại không nghe, hoặc là người vợ nói không nghe, nói người chồng nói hoài mà người vợ không có lắng nghe, thì hai vợ chồng như thế nào? Rất là dễ gì dễ xung đột, dễ cãi lộn với nhau. Hồi nãy mình đọc mới cho các bạn, hồi nãy mình đọc một cái tin rất là hay, rất là vui, các bạn có muốn mình chia sẻ không? Chắc chắn là muốn đúng không? Là đây là một cái điều luật, và trong luật hôn nhân nói rằng Tết mà các bà vợ không như thế nào chào bạn Bùi Thiên Tạo. Bạn Bùi Thiên Tạo là sở hữu cái hệ thống làm nha răng, đã được lên vài cái rồi đó, hình như là 5 6 cái gì đó rồi đó. Một cái luật mà mình nói đây mà để các bạn biết nè, và các ông chồng sẽ rất là vui khi nghe một cái điều luật. Luật này là trong luật hôn nhân đó nha, rõ ràng nha. Luật này được ký duyệt năm 2014 nha, là nếu bà vợ mà không đưa tiền cho chồng tiêu Tết thì sẽ phạt ít nhất từ 3 đến 500 ngàn đồng. Bạn nào không tin thì chút xíu nữa sau khi livestream xong mình sẽ đăng nguyên cái điều luật này lên trên mạng, trên Facebook để cho các bạn thấy. Các bạn thấy thú vị không Tại sao người ta ra cái điều luật này? Người ta phát hiện ra rằng là hiện tại các ông chồng là làm về là lương là vợ giữ hết, vợ giữ 100% luôn. Và vợ vợ không không cho chồng như thế nào không cho chồng đồng nào hết, và gần như chồng không có đồng tiền nào để tiêu hết, và làm cho ông chồng rất là khó chịu. Nó là trong điều luật có nói rằng là đã hai vợ chồng với nhau thì mọi thứ phải công bằng, không có vụ mà tự nhiên là chồng giữ tài chánh với nhau hết, không có vụ mà hiện tại những cái người mà làm kinh doanh thì không nói, chứ còn mà những người làm công ăn lương thì tiền lương của chồng lãnh ra là vợ giữ hết. Và gần như ông chồng không có một cái gì trong tay hết. Và cái điều luật này nó quy định là nam nữ là phải công bằng, tài sản là phải như nhau, không có chuyện mà chị giữ hết tài sản của tôi 100%, tiền lương của tôi không cho tôi tiêu luôn. Nên là cái điều luật này là một cái điều luật rất là hay, nghe nó rất là mắc cười nhưng mà rất là hay. Và chắc chắn mấy cái anh thanh niên này nhớ nắm cái điều luật này, và các chị em phụ nữ cũng hãy nhớ nha, nhớ cái điều này. Cái điều này nó rất là tế nhị, chị em phụ nữ cứ cứ làm như cái tiền đó là tiền của mình ấy, cái đó là không đúng. Tất cả người ta cũng cần cái cuộc sống, nó cũng cần cái chi tiêu, nó cũng cần
cái giao thiệp cũng cần ABC chứ, mà tự nhiên chưa hết rồi, rồi mỗi lần mà ông cần tiền là ông phải tới ông xin vô lý, đúng không? Cái suy nghĩ nó rất là vô lý. Và nếu mà ai mà nghe cái livestream này thì mình nói cho các bạn biết là các bạn hãy có một cái góc nhìn hoàn toàn khác, cả nam và nữ. Cái người nam biết bảo vệ quyền lợi của mình, và người nữ đừng có biến mình thành trở thành một cái người rất là vô lý, và mặc nhiên là phải như vậy, không nên chút xíu nào. À, ok, các bạn thấy thú vị mà rất là thú vị. Nó đơn giản nhưng mà nó lại thú vị. Ok chưa? À, và bây giờ chúng ta quay lại cái chủ đề chính. Cái chủ đề chính. À, những anh thanh niên mà làm kinh doanh ABC thì tiền bạc nó đến từ rất là nhiều hướng thì nó còn dễ, đặc biệt là những anh mà làm công ăn lương là mệt lắm á. Ha ha, lỡ trúng ông chồng không đưa đồng nào còn đưa 500 nữa thì sao ở tài đó. Các bạn thấy chưa, chị em phụ nữ là lên tiếng kinh khủng. À, nếu mà bạn có trúng ông chồng mà không đưa đồng nào thì hãy xem lại cái cách bạn chọn chồng, bạn chọn cái kiểu gì mà bạn chọn kiểu gì mà ông chồng không đưa đồng nào mà bạn còn phải đưa tiền cho tiêu nữa. Cái đó là phải nghệ thuật chọn chồng. À, là phải học thêm cái môn đó là nghệ thuật chọn chồng. Ok chưa? Chọn chồng cái kiểu gì mà không đưa cái đồng nào hết. Ok, rồi tiếp tục. Vậy thì mọi người thì rất thích được quan tâm, mọi người thì rất thích được lắng nghe. À, nên là khi mà bạn lắng nghe tốt thì nó như thế nào? À, thì bạn sẽ được nhiều người khác quý mến và nhiều người khác trân trọng bạn. Ok chưa? Đây là điều tuyệt vời. Vâng. Và điều thứ sáu mình muốn gọi đến các bạn, điều thứ sáu là điều gì ạ? À, chúng ta luôn gặp ai đó, chúng ta luôn khen họ một lời khen rất là chân tình, lời khen miễn phí mà không tốn đồng nào, tại sao chúng ta không khen, tìm một cái điểm gì khen? Nhưng mà đừng có khen theo cái kiểu mà khen đầu môi miệng lưỡi, mà khen mà cái kiểu như mà khen cái kiểu mà người ta theo cái cách nói của người miền Bắc là gọi là khen cái kiểu điêu ngoa thì không nên khen như vậy. Thì bạn như thế nào ạ? Bạn làm cho cái gì làm cho cái mối quan hệ nó bị tổn thương đó mà. Ok chưa? Hãy tìm những cái điều tốt đẹp nơi con người nào đó, và chúng ta như thế nào chúng ta hãy khen họ. Và các bạn có đồng ý với mình rằng khen đểu, đúng rồi. Bạn Ti tiền tỷ nói đúng rồi, chúng ta không có nên khen đểu. À, không có khen cái điều đó không có được. Mà các bạn có đồng ý với mình rằng là khi bạn nghe ai đó khen mình đúng điều là các bạn thấy cái cảm xúc mình sướng mà. Sướng, cảm giác cái con người chúng ta cảm giác nó rất là tuyệt vời. Cảm giác một con người, ví dụ như là các bạn ví dụ như các bạn đang xem livestream này các bạn thấy mình nói cái ý gì hay đó, các bạn mới comment, các bạn mới khen mình một cái, các bạn kêu ồ, các bạn nói là sao mình chia sẻ cái ý đó nó hay quá. Hoặc là các bạn nói ồ hôm nay mình chia sẻ năng lượng quá. Hoặc là các bạn nói là cái câu này nói mình vỡ ra, mình nghe hay ghê. Ví dụ vậy. Và nó đúng như những gì mình chia sẻ thì mình cảm giác như thế nào? Ồ, mình cảm giác nó rất là tuyệt vời. Và mình nghe cái lời khen đó, thì mình như thế nào? Mình lại chia sẻ năng lượng hơn. Mình hứng thú hơn, mình hứng khởi hơn. Con người của mình nó như thế nào? Nó cảm giác nó như thế nào? Nó muốn cống hiến nhiều hơn nữa. Và cái này ở trong gia đình cũng vậy. Nếu các bạn biết cách mà các bạn khen ai khen vợ mình đúng lúc, khen chồng mình đúng lúc. Ok chưa? Và đặc biệt các bạn đặc biệt làm lãnh đạo là phải biết khen. Các bạn nào không biết khen các bạn không làm lãnh đạo được. Mình nói cho các bạn biết, làm kinh doanh là phải biết khen, làm lãnh đạo là phải biết khen. Cái này là một điều chắc chắn. Bạn nào mà làm lãnh đạo mà lúc nào cũng trực để nhăn nhó nhân viên, các bạn nào làm lãnh đạo mà cũng trực như thế nào chửi nhân viên, la mắng nhân viên, thì mình nói với các bạn các bạn không bao giờ các bạn làm lãnh đạo được đâu. Chả ai nể trọng bạn đó, vì cái mà điều mà bạn khen nhân viên đó là nó thể hiện bạn đang trân trọng và bạn đang ghi nhận gì ghi nhận cái công sức cái người nhân viên đó họ như thế nào họ bỏ qua. Bây giờ ví dụ như bạn Tạo này, bạn Bùi Thiên Tạo này, bây giờ ví dụ như là mình sẽ khen bạn Bùi Thiên Tạo này, mình nói là
Bạn Bùi Thiên Tạo là một người mà có cái khát khao rất là lớn, và bạn đã từ bàn tay trắng đi như thế nào đi ra khởi nghiệp, mở từng bước cho mình những cái phòng nha, và những ngày đầu bạn gặp rất là khó khăn. Nó là bạn Tạo là một người rất là khát khao, và bạn rất là tuyệt vời. Bạn Tạo nghe mình khen thì bạn Tạo có cảm giác nó như thế nào tự nhiên nếu mà nó đúng thật sự cái hành trình bạn đang đi thì bạn cảm giác bạn rất là sướng. Và vừa rồi mình khen đó là thì mình hiểu ra được cái hành trình của bạn, mình hiểu ra được cái sự cố gắng của bạn. Và mình như thế nào mình đang nói đó ra là mình đang thể hiện cái sự trân trọng bạn, cái sự ghi nhận bạn. Ok, chào bạn Thu Lê. Các bạn có cảm nhận ra điều này không Nếu các bạn mà thật sự cảm nhận cái lời khen, và bạn nghe ai đó khen nó nói đúng cái hành trình của bạn, thì bạn cảm giác bạn sướng lắm, bạn cảm giác bạn được tôn trọng, bạn cảm giác cái điều đó bạn được ghi nhận. Nó là nếu các bạn mà ra kinh doanh mà muốn xây dựng mối quan hệ tốt mà các bạn không biết khen, làm nhân viên mà các bạn không biết, làm lãnh đạo mà không biết khen, làm thầy cô mà các bạn không biết khen, làm thầy cô cứ trực nhân viên phải tìm cái điểm tuyệt vời nào của học trò của mình khen nó một cái, có mắc gì lời khen đâu. Bạn có tốn công, bạn có tốn sức, bạn có tốn cái đồng bạc đồng cắt nào đâu mà bạn không chịu khen. Bạn không chịu khen, bạn chỉ có được lợi và được lợi, và bạn chỉ có lợi thôi. Mình cam kết với các bạn luôn, các bạn nào mà khen người khác mà bị người khác chửi thì bạn tới bạn mang vốn mình đi, bạn chỉ có lợi và lợi thôi. Dĩ nhiên phải khen một điều rất là chân thành, khen một điều là nó đang diễn biến đó trong cái hành trình thật đó, chứ không phải tự nhiên lấy cái gì trên trời gắn vô khen. Các bạn ngon đúng chưa? Nó là và bạn càng khen ai đó, điều gì các bạn nên ghi vô nè, điều gì được khuyến khích, điều gì được tôn vinh thì điều đó sẽ được phát triển, đó là điều chắc chắn. Chắc chắn nhân viên của bạn mà bạn cứ chửi nó dở hoài thì một thời gian nó sẽ dở luôn, xua với bạn luôn. Nhưng mà nhân viên của bạn mà bạn tìm cái điểm gì của nó chưa được tốt và bạn cứ khuyến khích nó, thì một ngày tự nhiên cái điểm dở nó bị triệt tiêu đi, và cái điểm giỏi nó càng ngày nó càng giỏi lên. Đó là điều chắc chắn các bạn đó là điều chắc chắn. Nó là cái điều gì nó được khuyến khích thì nó sẽ được phát triển, nó sẽ được phát triển mãi. Điều gì mà các bạn cứ la mắng, cứ nói nó dở, nó tệ hoài là tự nhiên nó triệt tiêu đi, nó cảm giác càng ngày nó càng mất tự 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 tin đi. Và mình thấy ngày hôm nay thực trạng của những người giáo viên á đó là như thế nào, cứ hở chút là lựa chửi, hở chút là la, hở chút canh học sinh của mình là la, rồi còn nói cái câu thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Đâu phải, cái câu đó là cái câu biện hộ, cái câu đó là cái câu mà mình nói không biết ai nói ra, trật lắc không có đúng gì hết. Các bạn hình dung chưa? Nó là chúng ta hãy biết đưa ra một cái lời khen rất là chân tình và đúng lúc, và khuyến khích đúng lúc, thì các bạn tạo sức mạnh cho người khác, các bạn đang đang cho người khác một cái sức mạnh rất là tuyệt vời, các bạn đang nâng họ càng ngày càng tốt lên, và đó mới là người lãnh đạo tuyệt vời các bạn Người lãnh đạo tuyệt vời là người lãnh đạo phải biết khuyến khích người khác và làm cho họ mỗi ngày họ mỗi tốt hơn. Cái người nhân viên của chúng ta cũng 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 vậy, họ đến với chúng ta họ chưa thật sự ok, nhưng sau một thời gian họ làm việc với ta thì họ trở nên tuyệt 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 vời, bởi vì cái khả năng động viên của bạn, khả năng khuyến khích của các bạn, cái khả năng trân trọng của các bạn đối với họ, và tự nhiên họ càng ngày càng trở nên một con người tuyệt vời. Thì như vậy chúng ta mới là người lãnh đạo tuyệt vời, chúng ta mới trở thành những người bố người mẹ tuyệt vời, chúng ta mới trở thành những cái người giáo viên tuyệt vời. Các bạn đồng ý ra điều này không nó là vừa rồi mà nếu các bạn nào mà học ra được những cái điều như vậy thì chắc chắn là doanh nghiệp của bạn nó sẽ phát triển, chắc chắn là doanh thu của bạn nó sẽ tăng, và chắc chắn nhân viên của bạn nó sẽ làm việc hết mình. Đó là điều chắc chắn các bạn và chắc chắn người ta cũng rất thích làm ăn với bạn.
À, và chắc chắn các đối tác của bạn cũng thích làm ăn với bạn, đó là điều tuyệt vời. À, chào bạn Hồ Nguyễn, thầy đang ở đâu vậy? Ồ, mình đang ở Sài Gòn em. À, bạn lần đầu tiên biết mình hay sao? À, bạn nào mà để thường thường xuyên mà để cái live stream mình mà nó biết á, thì bên Facebook các bạn phải bật cái chế độ theo dõi live live stream, các bạn bấm tìm bật cái độ theo dõi live stream đi. Các bạn mà bên YouTube á thì các bạn phải như thế nào? À, các bạn bấm vào cái nút đăng ký rồi các bạn bấm vào cái chuông nữa, thì tự nhiên khi mình live stream thì nó sẽ báo về các bạn hãy làm đi. À, và các bạn hãy like cái like đi, các bạn hãy like rồi các bạn hãy chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn để cho mọi người cùng biết. Và bây giờ mình nói cái điều thứ tám, cái điều thứ tám các bạn à, cái điều thứ tám là các bạn hãy đối xử với người khác một cách vô cùng trang trọng, ok chưa? Một cách vô cùng trang trọng, ok chưa? Ý ở đây là chúng ta có một cái hành vi, một cái cử chỉ, một cái gì à, một cái tỏ vẻ, một cái tấm lòng rất là trân trọng người mà chúng ta được gặp. À, hãy vô cùng trân trọng cái điều này. À, các bạn biết không, người ta sẽ nhớ mãi cái cách mà bạn đối xử với họ. À, ví dụ đi, ví dụ khi khách hàng mà họ mua hàng của bạn, họ mua sản phẩm của bạn, theo năm tháng rồi họ cũng quên đi cái giá đi, nhưng cái mà họ luôn nhớ mãi mãi ở nơi bạn là cách mà bạn đối xử họ nó như thế nào. Bạn đồng ý ra điều này không ạ? Nếu các bạn nào đồng ý thì bạn nói điều này nó vô cùng đồng ý và tuyệt vời. Coi nhân viên người như trong gia đình là một cái câu nói nó không có được chuẩn. Nhân viên là nhân viên. À, chúng ta trân trọng họ, chúng ta quý họ, chứ không phải là coi nhân viên như gia đình là cái câu mà ví như gia đình là không có, cái câu đó là cái câu mà có lẽ là người nào đó họ không diễn tả được cái từ nên họ nói bằng cái câu đó. Nhân viên là chúng ta, nhân viên là nhân viên, họ là đối tác của ta, họ cùng nhau cộng sự với chúng ta trong cái công việc làm ăn kinh doanh, nên chúng ta trân trọng họ, chúng ta quý họ, chúng ta giúp đỡ họ, chúng ta nâng đỡ họ, chúng ta động viên họ, chứ họ không phải là người của gia đình ta. À, cái người của gia đình ta thì nó hoàn toàn khác. À, một nhân viên họ là người cộng sự tuyệt vời của ta, là một đối tác song hành trên công việc của chúng ta. À, chứ không phải là đối xử họ như gia đình ta. Người gia đình là người ruột thịt, như thế nào gọi là gia đình? Là người ruột thịt, người có liên quan tới máu mủ huyết thống. À, ok chưa? Nó là chúng ta phải tách biệt ra hai cái việc 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 đó, ok chưa? À, các bạn có nhận ra điều này không? Ok chưa? À, nó là hãy 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 như nào, hãy luôn trân trọng những người chúng ta gặp. Đặc biệt có những cái nghệ thuật mà trân trọng đó là bằng cách là các bạn có những cái món quà các bạn gửi họ, quà gặp người khách mà chúng ta có quà. Ví dụ mình ví dụ ha, mình mà đặc biệt mà lâu lâu mình đi một số cái chương trình đồ gì đó, một cái số cuộc họp gì đó, thì mình hay gửi quà. Ví dụ cái công việc gần nhất đây là cách đây 2 tuần trước, mình đi trong cái một cái chương trình đó là có khoảng 30 người, khoảng 30 người, thì mình mới quyết định là mình mang theo 30 quyển sách để mình gửi tặng cho mọi người hết quyển sách của mình. Và như thế nào ạ? À? Và thế là mọi người trong cái hội thảo đó họ rất là quý mình. À, tức là mình là một người rất là bình thường trong cái hội thảo đó thôi. À, rồi mình làm quen họ, rồi mình trân trọng mình gửi. Và cách đây khoảng hơn 1 tháng trước cũng vậy. Cũng vậy. À, trong một cái chương trình có 15 bạn thôi thì mình cũng quyết định mình gửi tặng toàn bộ những quyển sách của mình hết, cho từng người mình tới gam, và tất cả những người đó họ cảm ơn mình. Có những người sau đó đã kết nối với mình, đã inbox với mình, đã nói chuyện với mình, và chắc chắn rằng những người bạn đã được nhận món quà đó họ đều lưu giữ phía bên trong cái con người của họ một cái tình cảm của mình trao cho họ. Các bạn nhớ, một một cái món quà
Nó rất là đơn giản thôi, nó không có gì nhiều hết. Một cái quyển sách thì nó như thế nào nó vài chục ngàn thôi. Cái tiền công làm rồi nó khoảng vài chục ngàn thôi, nó không có nhiều. Nhưng cái đó là một cái sự trân trọng mình gửi đến cho họ. Hoặc là ví dụ anh cá sấu 2 đô này, anh cá sấu 2 đô này, ảnh cũng gặp mình và ảnh tặng quà cho mình. Ảnh tặng cho mình, có lần thì ảnh tặng cho mình cái gì, cái đôi giày. Có lần thì ảnh tặng cho mình cái dây nịt. Rồi có lần thì ảnh tặng cho vợ mình cái đôi giày. Các bạn thấy thế này, anh cá sấu 2 đô, ảnh chuyên kinh doanh. Tức là trong cái khả năng của chúng ta, trong cái mà chúng ta có được, trong cái tấm lòng mà chúng ta có được, thì nếu chúng ta được thì chúng ta tặng quà. Hoặc là bạn Bùi Đình Phúc nè, mới tuần vừa rồi thôi bạn tặng cho mình 3 quyển sách. Và trước đó dĩ nhiên là bạn tặng cho mình mấy quyển sách nữa, mà tuần vừa rồi là bạn tặng cho mình 3 quyển sách, các bạn hiểu chưa? Thì nói như thế nào cái việc nó rất là đơn giản, nó như vậy thôi, nhưng cái xây dựng tấm lòng nó rất là quý. Và bản thân mình thì mình hay có cái thói quen quen đó. Những cái mối quan hệ của mình là mình hay tặng quà. Ví dụ là sắp tới mình đi Hà Lan, vài ngày nữa là mình bay đi Hà Lan rồi. Và mình ở đó 9 ngày. Mình ở đó 9 ngày. Thì thường thường là mỗi lần mình đi nước ngoài vậy đó. Và mình trở lại về Việt Nam á, là mình mang theo một số những quà nhỏ nhỏ thôi. Và những cái người bạn mà mình gặp thăng lầm mình tặng. Ví dụ như cái cuộc đi gần nhất đây là mình qua Brunei. Cách đây mới có 3 tháng trước thôi là mình đi Brunei. Mình qua đó 5 ngày ở bờ đó. Và mình thấy cái tiền Brunei nó rất là giá trị, nên mình đổi một cọc tiền Brunei 2 đô này. Và mình về mình đổi khoảng hơn 30 tờ các bạn. Và mình về mình gặp những cái người bạn. Và mình gửi tặng. Mình gửi tặng cho bạn, mình nói là làm cầm cái tờ tiền Brunei làm kỷ niệm. Thì các bạn thấy không, những cái mối quan hệ đó họ rất quý, và chắc chắn là họ rất quý và họ rất là nhớ mình. Hoặc là năm ngoái mình đi Anh thì cái đồng tiền Anh nó quá giá trị, mà một đồng tiền Anh nó khoảng 35.000 đồng tiền của mình. Một đồng bảng Anh á nó khoảng 35.000 đồng tiền của mình. Điều đó có nghĩa là gì là nó hơn chúng ta tới 35.000 lần. Và mình cũng đổi một loạt những cái đồng đô về, và mình cũng cầm mình tặng cho từng bạn một. Và mình nhớ là mình tặng cho bạn Nguyễn Thị Linh. Và bạn Nguyễn Thị Linh bạn nói là em nhớ mãi cái món quà của thầy tặng cho em. Thầy còn nói cái câu là cái đồng tiền nó rất là giá trị, em hãy giữ trong bóp và em hãy mãi mãi nó là giá trị như cái đồng tiền này. Giống như cái đồng tiền này nó vô cùng giá trị, thì em phải làm sao em kinh doanh, em cư xử em cũng phải giá trị. Giống như cái đồng tiền nó là vô hình mà nó đã giá trị nó như vậy. Thì bé Linh sau hơn một năm nó nhận được cái món quà tặng đó, thì nó hôm đó nó bé nó gặp mình, nó gửi nó mời mình đi ăn cơm trưa, và nó nói em nhớ mãi cái món quà tặng đó. Các bạn thấy điều này tuyệt vời mà. Cái ý ở đây là mình nói là nó có rất là nhiều cách để chúng ta xây dựng cái sự trân trọng đó. Hoặc là cách đây khoảng một tuần thôi, thì có bạn Liên Phương, bạn Nguyễn Hoàng Liên Phương ở trên Bình Dương, bạn rất là thành công. Và bạn đã đi học của chương trình mình cách đây 8 năm rồi. Bây giờ bạn thành công lắm, bạn trở thành đại gia rồi. Thì đâu có khoảng 8 giờ sáng bạn gọi điện thoại cho mình. Bạn nói rằng là em có 4 cái cây sứ cảnh, nó có 4 loại màu, không biết là thầy có ở nhà không, em muốn gửi ship xuống tặng cho thầy. Em chứ mình kêu ok, khoảng 11 giờ là mình có ở nhà. Và lập tức bạn ship từ trên đó xuống. Dĩ nhiên mình với bạn Liên Phương đó, từ lúc mà bạn với mình, bạn học chương trình mình và mình với bạn biết nhau từ 7-8 năm nay. Và bạn luôn thể hiện một cái sự trân trọng vậy. Và thực sự mình nói với các bạn là trong trái tim mình, trong trái tim mình luôn có một cái sự trân trọng cho bạn Nguyễn Hoàng Liên Phương. Các bạn thấy không đó là những cái người thành công, những người khôn ngoan, họ đã biết cách từng ngày họ xây dựng cái mối quan hệ đó. Họ như thế nào họ chất chiêu cho cái mối quan hệ đó. Ngay từ đầu mình đã nói với các bạn rồi mà,
Chất lượng cuộc sống của các bạn đó chính là chất lượng của các mối quan hệ. Ok chưa? Và nếu các bạn muốn có cuộc sống tốt đẹp thì chắc chắn bạn phải có những mối quan hệ tốt đẹp. Và nếu các bạn muốn có mối quan hệ tốt đẹp, các bạn cần phải có cái nghệ thuật cho nó. Và hồi nãy giờ mình đã nói với các bạn từ 1 đến 7, đó là cái nghệ thuật xây dựng mối quan hệ tốt đẹp. Ok, các bạn thấy điều này tuyệt vời không ạ? Tuyệt vời thì các bạn nói nó rất là tuyệt vời. Và hồi nãy giờ mình không thấy các bạn nào khen mình hết. Mình nói quá trời mà không thấy các bạn nào khen mình hết. Vậy thì tiếp theo nữa là điều thứ 8. Điều thứ 8, hãy lưu những người bạn mình vào trong một cái danh sách điện thoại. Hãy lưu, hãy nhớ nó. Và bạn cứ từng tuần. Cảm ơn bạn Nguyễn Trí Dũng nhiều đúng không? Bạn Dũng kinh doanh món ăn đường phố. Ok chưa? Bạn Dũng bánh tráng trộn. Ok chưa? Vậy thì chào bạn Hồng Như. Vậy thì bây giờ mình muốn nói với các bạn này, mình muốn nói với các bạn điều này là điều thứ 8. Hãy nên lưu giữ tất cả những gì những người xây dựng mối quan hệ của bạn ở trong gì trong một cái list danh sách rất là tuyệt vời. Chào bạn Đỗ Thu Huyền, Hiền Văn Spa. Bạn Đỗ Thu Huyền vừa rồi là cũng tặng cho mình một cái món quà rất là giá trị. Bạn thấy Bambi bị bệnh và bạn đang tặng, bạn cũng tặng cho mình món quà rất là giá trị. Những cái điều đó nó như thế nào nó làm cho mình luôn luôn nhớ. Ok chưa? Nó luôn luôn nhớ. Ok chưa? Tức là cái sự đối xử nó rất là trân trọng với nhau thôi, chứ nó không có cái gì hết. Ở đây trên hết là cái sự đối xử nó rất là trân trọng nhau thôi. Điều thứ 8 là hãy lưu giữ như thế nào lưu giữ cái thông tin, cái số điện thoại của những người bạn mình. Và hàng tuần bạn hãy xem cái list đó, bạn hãy xem và bạn mới tự hỏi với mình rằng là những người bạn nào đã bao lâu rồi, đã bao lâu rồi ta chưa liên hệ với họ không. Và 3 tháng là bạn phải, ít nhất là 3 tháng, quá 3 tháng bạn phải liên hệ, bạn phải nói chuyện, bạn phải nhắn tin cho họ, bạn phải hỏi thăm họ một lần. Ngày nay các bạn thấy có Zalo nè, có Facebook nè, có email nè, có số điện thoại, các bạn thấy nó dễ vô cùng. Hồi xưa không có những việc đó người ta vẫn làm được, mà tại sao bây giờ có những điều này mà tại sao chúng ta không làm? Các bạn đồng ý không? Tại sao chúng ta không làm? Quá thuận lợi, quá thuận tiện, tại sao chúng ta không làm nhỉ? Nó là theo hàng tháng, hàng tuần nha. Các bạn hãy kiểm tra lại toàn bộ cái danh sách của mình. Và quá 3 tháng thì các bạn phải làm điều này. Và ngày nay là nó có hệ thống rồi. Chúng ta theo dõi rất là chặt chẽ. Các bạn chỉ cần dành mỗi ngày 5 phút, 10 phút thôi. Các bạn chỉ cần lên Facebook của họ, các bạn như thế nào, các bạn kết nối với họ là điều rất là tuyệt vời. Bạn Thảo hỏi mình một cái câu gì? Thầy ơi, em muốn bắt đầu học lại từ đâu về kinh doanh vậy thầy? Rất là đơn giản bạn Thảo. Inbox số điện thoại và các em bên mình nó sẽ thông báo cho em cái lịch. Và thế là em cứ từng bước em đi học thôi. Còn nếu em ở xa thì rất là đơn giản, em mua 3 cái quyển sách của mình, 3 quyển sách của mình, em về em đọc là em sẽ thông rất là nhiều. Quyển thứ nhất là quyển Vượt Biển Lớn, cái cách đi lên của người khởi nghiệp từ 5 xu. Quyển thứ hai là quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi, chia sẻ 101 bí quyết trong kinh doanh. Và quyển thứ ba là quyển Bán Hàng Online Ngay, chia sẻ cho bạn 101 cái cách làm online. Và nếu ngay bây giờ mà bạn mua 3 cái quyển sách này thì giá là 330.000, giá là 330.000, free ship đến nhà các bạn trên khắp mọi miền đất nước. Và các bạn sẽ được add vào trong cái group này, là cái group của những người sở hữu sách. Và trong group này mình sẽ chia sẻ cho bạn cái cách làm kinh doanh. Và trong tuần này, ngày mai thôi, mình sẽ chia sẻ trong cái group đó cái cách làm sao để ra khởi nghiệp làm kinh doanh ở ngay trong cái group đó. Dĩ nhiên trong cái group đó mình chia sẻ chuyên sâu về kinh doanh hơn và như thế nào và ở ngoài group này thì mình chia sẻ về cái cách mà phát triển bản thân nhiều hơn. Ok không?
Nó là bạn nào mà mua sách của mình thì các bạn không hãy comment xuống. Bạn nào có ba quyển sách của mình rồi mà chưa được add vào group thì cũng hãy comment xuống để mình cho các bạn đường link. Và các bạn nhớ các bạn phải trả lời những câu hỏi trong đây nhé. Ok các bạn ơi, vậy là vừa rồi mình chia sẻ với bạn 7-8 điều nó vô cùng đơn giản. Và các bạn hãy như thế nào ạ? Hãy nắm rõ những cái nguyên tắc cơ bản này ghi vô. Hãy nắm rõ những nguyên tắc cơ bản này. Và các bạn nên nhớ, cái điều đầu tiên để bạn phát triển cao hơn, điều đầu tiên để bạn lên cao hơn, điều đầu tiên của bạn leo lên núi cao hơn, thì điều đầu tiên bạn phải gì ạ? Bạn phải xây dựng cho mình những nền tảng cơ bản. Sự vượt trội, sự giỏi giang nó bắt đầu từ những cái nền tảng cơ bản. Nếu bạn thiếu cái nền tảng cơ bản thì mình xưa với các bạn luôn, bạn sẽ không bao giờ leo lên cao được. À, hãy nắm rõ những nguyên tắc cơ bản, hãy nắm rõ những cái nền tảng cơ bản. Đó là cái bài học và cái từ khóa mình muốn gửi đến các bạn. Thiếu, bây giờ mình ví dụ với các bạn đi. Bạn A, B, C, D, E, F đánh vần mà bạn đánh vần còn không được thì làm sao mà bạn đọc được, bạn viết được, bạn nói giỏi được, bạn đồng ý không ạ? Vậy A, B, C, D, F chính là gì? Đó là những nền tảng rất là cơ bản. Trong kinh doanh cũng có vậy. Bán hàng thì không biết cách bán hàng, marketing thì không hiểu marketing là cái quái gì, đàm phán thì cũng không hiểu nó là cái gì, đào tạo huấn luyện nhân viên cũng không hiểu nó là cái gì. Thiếu những cái nền tảng cơ bản đó thì làm sao mà chúng ta làm kinh doanh được? Các bạn đồng ý ra điều này không ạ? Muốn phát triển lên đỉnh cao, muốn leo lên ngọn núi cao thì cái điều đầu tiên chúng ta phải sử dụng những nền tảng cơ bản. Một người mình leo lên một cái ngọn núi rất là cao thì cái điều đầu tiên họ phải có nền tảng cơ bản thể lực tốt đó. Bạn nào ý ra điều này mà vừa rồi các cái cầu thủ của chúng ta đá banh tốt là cái điều đầu tiên họ phải có cái nền tảng cơ bản. Nền tảng cơ bản đó là nền tảng gì? Đó là thể lực tốt, đó là gì? Kỹ thuật đá banh tốt, đó là gì? Khả năng lắp ráp chiến thuật tốt và tuân thủ. Đó là những kiến thức rất là cơ bản. Và nếu chúng ta muốn đòi phát triển lớn, muốn làm cao, muốn trở thành đại bàng, nhưng những cái kiến thức cơ bản mà chúng ta không nắm được thì đừng never, không bao giờ chúng ta chạm được hết. Người khôn ngoan là người mỗi ngày tích lũy cho mình những điều cơ bản nhất, những điều đơn giản nhất. Bạn hãy làm tốt những điều đơn giản, những điều cơ bản thì chắc chắn rằng mỗi ngày bạn sẽ mỗi phát triển, không ai cản chân bạn được hết. Không ai cản chân bạn được hết. Bạn cứ tin mòn đấy. Nó là hôm nay mình chia sẻ bạn 8 điều đơn giản để chúng ta xây dựng mối quan hệ tốt. Và các bạn biết mối quan hệ tốt nó sẽ dẫn đến chất lượng cuộc sống tốt. Và chất lượng cuộc sống tốt nó sẽ dẫn đến công việc của bạn tốt. Công việc của bạn tốt nó sẽ dẫn đến cái việc kinh doanh của bạn bạn tốt. Cái việc kinh doanh của bạn tốt thì nó sẽ dẫn đến bạn sẽ rất là thành công, giàu có và thịnh vượng trong cuộc sống này. Các bạn có đồng ý đó điều nào mà nên là cái việc xây dựng mối quan hệ là một trong những cái bí quyết mà các bạn phải làm được, các bạn phải đạt được. Và 8 điều vừa rồi mình chia sẻ bạn là nó vô cùng đơn giản, nó vô cùng đơn giản, ai cũng thực hiện được. Đừng có nói cái câu là em học ít, em không làm được. Cái này nó không liên quan tới trình độ, kỹ năng luyện tập nó không liên quan tới trình độ, nó cũng chẳng là liên quan là bạn học cái lớp nào hết. Đã nói là kỹ năng là rèn luyện chứ không phải là kỹ năng là liên quan tới phải học đại học mới làm được. Có cái người học đại học vẫn không làm được nhưng cái người mà học lớp 5 họ đã làm được, bởi vì kỹ năng chính là sự rèn luyện. Nên là khi các bạn biết điều này, các bạn chỉ cần rèn luyện mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày chúng ta nhớ lại nó và chúng ta làm nó một chút thì nó trở nên tuyệt vời hơn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn nào mua sách thì các bạn hãy mua sách liền. Và trong tuần sau là mình sẽ dạy cho bạn cái lớp kinh làm chủ doanh nghiệp mà mình dạy online trên livestream luôn. Và dĩ nhiên mình ở trong group. Và dĩ nhiên mình thu học phí. Phải thu học phí thì các bạn mới chịu học. Không thu học phí thì các bạn không có chịu học đâu. Bỏ tiền ra thì mới chịu học. Ok các bạn ơi, chúc bạn